Hey, good morning and good afternoon and good evening, pastors and missionaries around the world. Xin chào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối tới toàn thể quý tôi con của Chúa ở khắp nơi trên thế giới. I'm so pleased to see you again, and this is the last day of this missions webinar, as you know. Tôi rất là vui khi được gặp lại quý vị một lần nữa và hôm nay là buổi hội thảo cuối cùng của chúng ta trong đợt hội thảo lần này. And it is my great honor and privilege to introduce the speaker for today. Và đây là một vinh dự cũng như niềm vui khi tôi được giới thiệu diễn giả của chúng ta buổi sáng hôm nay. Dr. Dieter Kuhl is the missiologist and medical doctor and missionary. Tiến sĩ Dieter Kuhl, ông là một nhà truyền giáo, một nhà truyền giáo học, một bác sĩ. And he was a former international director of WAC International, and he was a missionary in Indonesia. Ông đã từng phục vụ Chúa trong vai trò là giám đốc quốc tế của Hội Truyền giáo WAC International và cũng đã từng phục vụ Chúa trong tư cách là một giáo sĩ ở tại Indonesia. And he'll be speaking on the Missio Dei and our calling to you all. Ngày hôm nay ông sẽ chia sẻ với chúng ta đề tài là sứ mạng của Đức Chúa Trời và sự kêu gọi của chúng ta. And he's now in Germany, and it's 2:30 in the morning over there. Bây giờ thì ông đang ở tại Đức và hiện tại là khoảng 2 giờ rưỡi sáng ở bên đó. Please join me welcoming Dr. Dieter Kuhl with a big clap. Và xin hãy cùng tôi hoan nghênh mục sư Dieter với một tràng vỗ tay. Please unmute your mic, Dr. Dieter. Okay. Yes. Okay, good morning, everybody. Xin chào tất cả mọi người. It's a real privilege for me to speak to you. Đây thật sự là một cái đặc ân lớn Chúa ban cho tôi được tâm tình với quý vị. Of course, it would be much better to be among you and to speak to you personally. Thật sự thì sẽ tốt hơn nếu tôi có thể gặp trực tiếp và chia sẻ với quý vị. I'm sure I would enjoy the warm weather in Vietnam. Tôi tin rằng tôi sẽ thích thú cái thời tiết ở Việt Nam. And enjoy the delicious food. Và những thức ăn rất ngon ở tại đó. I love Asia. Tôi rất yêu châu Á. I've lived in Asia for 14 years. Tôi đã sống ở tại châu Á trong 40 năm. And it was a wonderful time. Và đó là khoảng thời gian rất là tuyệt vời của tôi. So, let's turn to our topic, Missio Dei. Chúng ta sẽ đến với cái chủ đề của chúng ta, đó là sứ mạng của Đức Chúa Trời và sự kêu gọi của chúng ta. Yeah, could you okay, that's fine. The next slide please. Yes, thank you. The term Missio Dei is Latin and means mission of God. Cụm từ hay là thuật ngữ Missio Dei là một cái từ trong tiếng Latin, nó có nghĩa là sứ mạng của Đức Chúa Trời. And the term has been used for about the last 70 years. Và cái thuật ngữ này đã được sử dụng trong vòng 70 năm qua. It has a particular meaning and emphasis. Nó có một cái ý nghĩa và một cái sự nhấn mạnh đặc biệt. And the starting point is that the term means the whole of the Bible is a story of salvation. Và cái điểm khởi đầu của cái thuật ngữ này đó là cái ý muốn nói rằng toàn bộ câu chuyện của Kinh Thánh là về sứ mạng. And from Genesis to Revelation, God is saving the world. Từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền thì Đức Chúa Trời đang làm công tác cứu chuộc thế giới. And the emphasis is that it is God who does it. Và cái sự nhấn mạnh ở đây chính là chính Đức Chúa Trời là đấng thực hiện điều đó. It is the triune God who initiates mission, who directs mission, and who will complete mission, and who is owning the mission.
Chính Đức Chúa Trời Ba Ngôi là đấng đã khởi xướng, đấng điều hướng và đấng hoàn tất sứ mệnh của Ngài. Ngài đang trong và cái quá trình thực thi sứ mạng của Ngài. And the church is called by God to participate in the Lord's mission. Và hội thánh của Chúa thì đã được kêu gọi tham gia vào trong sứ mệnh của Đức Chúa Trời. The Bible shows us that God wants missionary work and save people. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời mong muốn có những công tác truyền giáo và cứu chuộc người khác. In John 3, it says, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." Trong Giăng chương 3 câu thứ 16 thì lời Kinh Thánh nói rằng vì Đức Chúa Trời quá yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. That's God's will to Đó chính save là ý muốn của Đức Chúa Trời để cứu thế giới, để cứu con người. And he directs mission through all the ages till the end. Và Ngài đang điều hướng cái sứ mạng đó xuyên suốt các thời đại cho đến tận thế. And one day his mission will be completed. Và một ngày kia thì sứ mạng của Chúa sẽ được hoàn tất. Matthew 24 says, "This gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Matthew chương 24 nói rằng Tin lành về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân và bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Next slide, please. Yeah. God in his love created man in his image. Trong tình yêu của mình, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. And he created Adam and Eve free to love him and to follow him. Và Ngài đã tạo dựng nên Adam và Eva có cái sự tự do vâng lời hoặc là yêu mấy Ngài hoặc là từ chối Ngài. But he also gave Adam and Eve the freedom to refuse to love him and follow him. Nhưng mà Ngài cũng ban cho họ cái sự tự do để không vâng lời Ngài hay là khước từ Ngài. Why did he do that? Tại sao Chúa làm điều đó? Because real love needs real freedom. Bởi vì tình yêu thật nó đòi hỏi cái sự tự do thật. God did not create a puppet or a robot. Đức Chúa Trời không tạo dựng nên một con rối hay là một con robot. So Adam and Eve from the beginning were able to make decisions and to be free to love God or not to love God. Cho nên ngay từ ban đầu thì Adam và Eva đã có cái sự tự do để đưa ra những quyết định và họ có sự tự do để yêu Chúa hay là không yêu Ngài. Eventually they misused their freedom. Nhưng mà cuối cùng thì họ đã lạm dụng cái quyền tự do của mình. They decided not to obey God. Họ đã quyết định không vâng lời Đức Chúa Trời. They decided not to be led by God. Họ đã quyết định không để Đức Chúa Trời dẫn dắt. They wanted to decide for themselves what is good and what is not good. Họ muốn tự mình quyết định cái điều gì là tốt và cái điều gì là không tốt. So they rebelled against God. Và vì thế họ đã nổi loạn với Đức Chúa Trời. And that rebellion against God broke the fellowship with the living God. Và chính cái sự nổi loạn với Đức Chúa Trời đó đã làm đổ vỡ mối quan hệ giữa họ với Đức Chúa Trời hằng sống. Next slide, please. But it's wonderful that immediately God stepped in to save. Nhưng mà một điều tuyệt vời đó là ngay sau khi họ phạm tội thì Đức Chúa Trời đã lập tức bước vào trong công tác cứu chuộc. God let not leave Adam and Eve in that rebellion. Đức Chúa Trời đã không để Adam và Eva ở trong cái sự nổi loạn đó. He changed the conditions of their lives. Ngài đã thay đổi cái tình trạng của đời sống họ. He put hardship into their lives. Ngài đã đặt để những cái sự khó nhọc ở trên đời sống họ. He put eternity in their hearts.
Ngài đặt để cái sự đời đời nơi lòng của họ. He put a longing into the hearts of man to have fellowship with the living God. Ngài đặt để một cái nỗi khao khát có được mối quan hệ với Đức Chúa Trời ở trong tấm lòng của con người. He even made garments for them. Và Ngài thậm chí còn làm áo để che thân cho họ. God promised a savior. Ngài đã hứa về một đấng cứu thế. And God hindered them to eat from the tree of life and to live forever in rebellion against God. Và Ngài đã ngăn cản họ khỏi việc ăn trái cây sự sống để họ không phải sống đời đời ở trong sự phản loạn chống nghịch Đức Chúa Trời. Next slide please. When we read the next chapters of Genesis, we become immediately aware of the change of conditions. Khi chúng ta đọc những chương tiếp theo của sáng thế ký thì chúng ta sẽ nhận thấy được cái sự thay đổi ở trong tình trạng của con người. Now it's the real world. Đó là một thế giới thực. It is like our world. Giống như thế giới chúng ta ngày hôm nay vậy. Cain killed his brother Abel. Cain đã giết em trai mình là Abel. Man had to work hard because the ground had been cursed. Có người phải làm việc vất vả đổ mồ hôi trán mới có mà ăn bởi vì đất đã bị rủa xả. So envy, pride and violence became obvious. Và rồi chúng ta thấy cái sự tranh chiến, cái sự xung đột bạo loạn nó trở nên rõ ràng. Eventually Genesis 6 reports. Genesis 6 reports. Cuối cùng thì trong chương sáng thế ký chương 6 thì Kinh Thánh ghi lại rằng the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on earth and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Đức Chúa Trời thấy tội ác của loài người trên mặt đất rất là nhiều và những ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu xa. So he regretted to have made man. Thì Ngài hối tiếc đã tạo dựng loài người trên mặt đất. And he wanted to wipe out from the face of the earth the human race. Và Ngài muốn tiêu diệt họ khỏi mặt đất này. But Noah found favor with the Lord. Nhưng mà Noah đã được ơn ở trước mặt Đức Chúa Trời. So God made a covenant after the flood with Noah. Đức Chúa Trời đã lập với Noe một giao ước sau cơn nước lụt. But when we read the story after the flood, the condition of the human heart has not changed. Nhưng mà khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng ngay cả sau khi cơn nước lụt kết thúc thì cái tấm lòng của con người nó vẫn không có gì thay đổi. And God is fully aware of that. Và Đức Chúa Trời luôn luôn ý thức được điều đó. God says, even after the flood, every inclination of the human heart is evil from childhood. Chúa nói rằng sau cơn nước lụt thì là tâm địa của loài người vẫn là xấu xa từ lúc còn niên thiếu. When we look at the story of Genesis after the flood, violence and envy and pride continues. Chúng ta nhìn vào trong tình trạng của loài người sau cơn nước lụt thì chúng ta sẽ thấy cái sự bạo loạn, cái sự ghen tị, cái sự xấu xa nó vẫn còn đầy dẫy. And it leads eventually to a new catastrophe. Và nó điều đó đã dẫn tới một cái tai họa mới, một cái tai họa mới. It ends in the story of the Tower of Babylon. Nó kết thúc bằng câu chuyện của con người ở tại tháp Ba-bên. And God intervenes again. Và một lần nữa Đức Chúa Trời lại phải can thiệp. The Lord confuses the language of the whole world. Đức Chúa Trời đã làm lộn xộn tiếng nói của con người ở trên đất lúc bấy giờ. And so you speak Vietnamese, I speak German. Cho nên đó là lý do mà tôi nói tiếng Đức, còn quý vị nói tiếng Việt.
And the Lord scattered the people all over the world. Và Đức Chúa Trời đã làm cho con người tản ra khắp mọi nơi trên đất này. But that's not the end of God's salvation. Nhưng đó không phải là cái điểm kết thúc ở trong cái sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Next slide, please. So God starts afresh in Genesis 12. He calls Abraham. Đức Chúa Trời đã bắt đầu một khởi đầu mới và trong Sáng Thế Ký chương 12 thì Ngài đã kêu gọi Abraham. And he tells him to leave his home. Và Ngài kêu gọi ông hãy rời bỏ quê hương của mình. And to go to a country that he will show him. Và đến một nơi mà Chúa sẽ chỉ cho ông. And Abraham believed the Lord, is obedient and goes. Và Abraham đã tin cậy Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài để ra đi. Next slide, please. We realize then that God made a covenant with Abraham. Và chúng ta nhận thấy rằng Đức Chúa Trời đã lập một giao ước với Abraham. He promises to bless him. Ngài hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho ông. He promises to make him into a big nation. Ngài hứa sẽ làm cho ông trở thành một dân lớn. And that everyone on earth eventually will be blessed through Abraham. Và rồi cuối cùng thì mọi dân tộc trên thế gian này sẽ nhờ Abraham mà được phước. Abraham will become the father of many nations. Abraham sẽ trở nên cha của nhiều dân tộc. Next slide, please. When we look into the New Testament, we realize that this covenant with Abraham is very important. Khi chúng ta nhìn vào lời Kinh Thánh ở trong Tân Ước thì chúng ta thấy rằng cái giao ước của Đức Chúa Trời với Abraham là hết sức quan trọng. In Galatians 3, Paul writes, those who have faith are children of Abraham. Trong Galati chương 3 thì Phaolô đã viết rằng những người tin là con cái của Abraham. We are blessed together with Abraham. Chúng ta là những người được phước vì là con cái của Abraham. All nations will be blessed through Abraham. Tất cả mọi dân tộc sẽ được phước thông qua Abraham. And next slide. In verse 14, Galatians 3, it says that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles, to us, to the nations, through Jesus Christ. Và trong Galati đoạn 3 câu 14 thì Kinh Thánh nói rằng phước hạnh ban cho Abraham đó có thể đến với dân ngoại, tức là chúng ta, các dân tộc ở trên thế giới, thông qua Chúa Jesus Christ. So that through and by faith we might receive the promise of the Spirit. Để bởi đức tin chúng ta có thể nhận được lời hứa của Thánh Linh. And if we belong to Christ, we are Abraham's seed, Abraham's children. Và nếu chúng ta thuộc về Đấng Christ thì chúng ta là dòng dõi, là con cháu của Abraham. So we realize that the plan of redemption was already told to Abraham. Cho nên chúng ta nhận ra rằng cái chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã được báo với Abraham, đã được chia sẻ với Abraham. The plan was to save mankind by faith. Cái kế hoạch đó là Chúa sẽ cứu con người thông qua đức tin. Faith in Jesus Christ. Thông qua đức tin nơi Chúa cứu thế Giêsu. Next slide, please. Then God started afresh with Moses in the Sinaitic covenant. Và rồi Đức Chúa Trời lại có một khởi đầu mới với Môi-se trong cái giao ước tại núi Sinai. And he wanted that the Israelites would become a kingdom of priests and a holy nation. Và Chúa muốn Israel sẽ trở thành một vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh cho Ngài. The plan was that eventually the Christ would come through Israel. Cái kế hoạch của Chúa đó là
Cuối cùng thì Đấng Christ sẽ ra từ Israel. Israel was meant to be a light to the nations. Israel được định sẽ trở thành ánh sáng cho mọi dân tộc. In the Old Testament, we find again and again that the Lord loves the nations and he wants to reach the nations. Xuyên suốt Kinh Thánh Cựu Ước thì chúng ta đọc thấy lần hết lần này tới lần khác, Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời yêu thương các dân tộc và Ngài muốn vươn đến với các dân tộc. Next slide, please. Again, next slide. Next slide, please. So, for example, in Psalm 96, it says, declare his glory among the nations, his marvelous deeds to all peoples. Ví dụ như trong Thi Thiên 96 thì Kinh Thánh nói rằng hãy thuộc vinh qua Ngài giữa các nước, công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân. And we find that again and again in the Old Testament. Và chúng ta thấy cái điều này được lặp đi lặp lại ở trong Cựu Ước. Israel was meant to be a light to the nations. Israel được Chúa định trở thành ánh sáng cho mọi dân tộc. Next slide, please. We find that, for example, in Isaiah, that God loves the nations. Chúng ta thấy điều đó, ví dụ như trong Esai, khi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương các dân tộc. So he wants that the Lord is being proclaimed to the nations. Cho nên Ngài muốn Ngài được công bố ở giữa mọi dân tộc. And his glorious works be known to all the world. Và vinh quang của Ngài được biết đến bởi cả thế giới này. Next slide, please. When we look into the New Testament, khi chúng ta nhìn vào Tân Ước, we realize in the letter to the Romans, thì chúng ta sẽ đến với sách Roma, that salvation of Israel and salvation of the world of the nations are intertwined. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự cứu rỗi của dân Israel và sự cứu rỗi của các dân còn lại trên thế giới nó có cái sự nối kết với nhau, bền chặt vào nhau. Israel was not obedient for a long time. Dân Israel đã không vâng lời Chúa trong một thời gian rất dài. But eventually Jesus Christ came. Nhưng mà cuối cùng Chúa Giêsu Christ đã đến. And so it was all the first missionaries were Jews. Cho nên những giáo sĩ đầu tiên phải là người đã là người Israel, người Do Thái. And God promised that Israel in the end would also turn to the Lord. Và Đức Chúa Trời hứa rằng vào ngày cuối cùng thì dân Israel cũng sẽ quay trở lại với Ngài. After the nations have been reached. Sau khi mọi dân tộc trên thế giới này đã được chạm đến. When the nations have been saved. Khi mà các dân tộc trên thế giới đã được cứu. Then eventually also Israel will turn to the Lord. Thì cuối cùng Israel cũng sẽ quay trở lại với Đức Chúa Trời. And we find in chapter 11 in the letter to the Romans a very, very wonderful verse. Và chúng ta tìm thấy trong Roma chương 11 những câu rất là tuyệt vời. We realize that God is faithful. Chúng ta nhận thấy rằng Đức Chúa Trời rất là thành tín. That God's gifts and his call are irrevocable. Những sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ thay đổi. So that eventually he saves Israel as well. Cho nên cuối cùng Ngài cũng sẽ cứu dân Israel nữa. Next slide, please. Peter, who was a Jew, wrote his first letter to Jewish believers. Peter là một người Do Thái và ông đã viết cái lá thư đầu tiên để gửi đến các cơ đốc nhân người Do Thái. And he picks a particular phrase
that already played a role in the Sinaitic covenant. Và ông đã sử dụng một cái cụm từ mà nó đã được bày tỏ, đã được thể hiện ở trong cái giao ước tại núi Sinai. He tells the Jewish believers, "You are a chosen people." Ông nói với người, ông nói với những tín hữu người Do Thái rằng anh em là dòng dõi được lựa chọn, là chức tế lễ hoàng gia. And they should declare the praises of him to the world. Để anh em có thể rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em cho thế giới. That is happening today. Và điều đó đã xảy ra ngày hôm nay. I am in a member of a Jewish Messianic Mission Society. Tôi là một thành viên của cái hiệp hội truyền giáo dành cho người Do Thái. Jews all over the world are turning to Jesus Christ and put their faith in Jesus Christ. Người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới đang quay trở lại và đặt đức tin của mình nơi Chúa Giêsu Christ. There are about 50 Jewish messianic congregations in Germany. Ở tại Đức thì có khoảng 53 cái hội chúng messianic của người Do Thái, Messiah của người Do Thái. There are many messianic Jewish groups and congregations in Israel. Và có nhiều cái hội chúng Messiah của người Do Thái ở tại Israel. So we realize God is doing his work. Cái này chúng ta nhận thấy rằng Đức Chúa Trời đang thực thi công việc của Ngài. Next slide, please. After the resurrection, the Lord told his disciples to go into all the world to preach the gospel. Sau khi sống lại thì Chúa Giêsu đã bảo các môn đồ của Ngài hãy đi khắp thế gian, đi vào trong thế gian để giảng tin lành. And so we see the missionary commission in all four gospels. Và do đó chúng ta thấy đại mạng lệnh của Chúa đã được bày tỏ trong cả bốn sách phúc âm. We see in Matthew 28. Chúng ta thấy điều đó trong Matthew chương 28. And the Lord says, "Go make disciples of all nations." Chúa nói rằng hãy đi và khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. In Mark 16, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." Mark đoạn 16 thì Chúa nói rằng hãy đi khắp thế gian và giảng tin lành cho mọi người. In Luke 24, "Repentance for forgiveness of sins will be preached in his name to all nations." Và người ta trong Luca thì Kinh Thánh nói là người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho các nước sự ăn năn để được tha tội. And in John 20, "As the Father has sent me, I am sending you." Và trong Giăng đoạn 20 thì Chúa nói rằng như Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các con thế ấy. And again in Acts 1, the resurrected Lord says, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and to the ends of the earth." Và rồi trong sách Công vụ đoạn 1 câu 8 thì Chúa Giêsu nói rằng nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng nhân cho ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samaria và cho đến tận cùng trái đất. So we see that God directs missions. Cho nên chúng ta thấy ở đây Đức Chúa Trời đang điều hướng sứ mạng của Ngài. He calls workers to send them out into the world. Ngài kêu gọi những nhân sự và sai phái họ vào trong thế giới. And the Christians, the churches are meant to participate in God's mission. Cho nên Cơ Đốc nhân và hội thánh của Chúa thì được chủ đích là phải dự phần tham gia vào trong sứ mạng của Ngài. We should have a world vision. Chúng ta cần phải có một cái khải tượng toàn cầu. A burden for the world. Một gánh nặng dành cho thế giới này. We should pray that the Lord will reach all the nations with the gospel. Chúng ta phải cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ chạm đến tất cả mọi dân tộc trên thế giới này với phúc âm của Ngài. And we should pray how we could be involved in that.
Và chúng ta cũng cần phải cầu nguyện để Chúa chỉ cho chúng ta biết chúng ta sẽ dự phần vào trong công tác này bằng cách nào. Next slide, please. If I had time, I would take you through the mission's history. Nếu tôi có thời gian thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị đi xuyên qua lịch sử truyền giáo. But I think we don't have enough time for that. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta không có đủ thời giờ cho vấn đề này. But we could slowly show how the gospel was preached. Nhưng mà chúng ta có thể từ từ nhìn thấy là phúc âm đã được rao giảng như thế nào trong lịch sử. First in the Eastern Mediterranean. Đầu tiên là ở tại khu vực Đông Địa Trung Hải, phía Đông Địa Trung Hải. There was a conference of Asian church leaders 1968 in Singapore. Năm 1998 thì có một cái hội nghị truyền giáo dành cho các lãnh đạo hội thánh ở tại hội thánh châu Á ở tại Singapore. And they said that the gospel has been preached in the world like in a relay race. A relay race where you pass on the baton or baton from runner to runner. Yeah, yeah. Ông nói rằng là phúc âm đã được rao giảng khắp nơi trên thế giới giống như một cuộc chạy tiếp sức vậy. First it was preached by the Jews. Trước tiên nó được rao giảng bởi người Do Thái. Then heathen congregations came into being in what is Turkey and in Europe. Và rồi sau đó tin lành được rao giảng ra ở tại một khu vực được biết đến là Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu. And for some time it was European missionaries who preached worldwide. Và rồi một thời gian sau thì chính những giáo sĩ người châu Âu đã giảng tin lành đi khắp thế giới. Then it turned to the Americas. Và rồi North America and Latin America. Chuyển sang đến lượt người Mỹ. But now the baton or the baton came back to Asia. Nhưng mà bây giờ thì cái cây gậy chạy tiếp sức là cây baton đó nó đã được chuyển vào tay của người châu Á. And so over 50 years ago, Asian church leaders said, "Now it's our turn." 50 năm trước đây thì các lãnh đạo hội thánh người ở châu Á đã nói rằng đây là thời điểm của chúng tôi. We have to be involved. Chúng tôi phải tham gia vào công tác truyền giáo thế giới. We have to send out missionaries. Chúng tôi buộc phải sai phái giáo sĩ. We have to take the gospel to all the world. Chúng tôi phải mang phúc âm của Chúa đến khắp nơi trên thế giới. And so they started with that over 50 years ago. Và họ đã bắt đầu làm điều đó trong hơn 50 năm qua. And so today the biggest missionary force is in Asia. Cho nên ngày hôm nay cái lực lượng truyền giáo lớn nhất, mạnh nhất nó là ở châu Á. And I think that's the reason why we talk this morning about missions. Và đó tôi tin rằng đó là lý do tại sao buổi sáng hôm nay chúng ta ngồi ở đây và nói về truyền giáo. So that the churches in Vietnam can participate in that worldwide operation of God. Để rồi hội thánh của Chúa tại Việt Nam có thể dự phần vào trong cái sự vận hành toàn cầu của Đức Chúa Trời. It's a wonderful time. Đây là một thời điểm tuyệt vời. There are still many, many people and many cultural groups who have not heard about missions. Vẫn còn nhiều dân tộc, nhiều nhóm dân chưa được nghe về Chúa Giêsu. I worked in Indonesia for 14 years. Tôi đã hầu việc Chúa ở tại Indonesia trong vòng 14 năm. Indonesia is the biggest or the most populous Muslim country. Indonesia là một quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới. There are over 500 different tribal groups. Họ có khoảng 500 nhóm dân khác nhau, nhóm sắc tộc khác nhau. The majority are Muslim. Và phần lớn là người Hồi giáo. Some have been reached and there are many believers in Indonesia.
Một số người Hồi giáo thì đã được chạm đến và hiện tại ở tại Indonesia cũng có rất là nhiều cơ đốc nhân. There are many Indonesian missionaries. Cũng có nhiều giáo sĩ là người Indonesia nữa. But there are also many unreached tribal groups in Indonesia. Nhưng mà vẫn còn có rất nhiều những nhóm dân chưa được chạm đến ở tại Indonesia. A few years ago, I was again in Indonesia. Vài năm trước thì tôi có cơ hội quay trở lại Indonesia. And I traveled in Sumatra. Và tôi đã đến tại Sumatra. And I visited a particular pastor. Và tôi đã đến thăm một mục sư. He had been a former Muslim. Ông trước đây là người Hồi giáo. And he worked in a tribal group where there were no Christians. Và ông hầu việc Chúa ở giữa một nhóm dân mà không có ai là người tin Chúa cả. But he had about 2,000 New Testaments in the local language. 2,000 New Testaments in the local tribal language. 2,000 New Testament. Yeah, 2,000 New Testaments in the local language. Nhưng mà ông đã dịch ra khoảng 2,000 kinh thánh tiếng Tân Ước ra cái ngôn ngữ địa phương. So he prayed and worked to distribute the New Testament to Muslims. Ông đã phân phối cái kinh thánh bằng tiếng Tân bằng tân trong tiếng bản địa mà bản Tân Ước đó ra cho người Hồi giáo ở tại đó. But it's very dangerous. Nhưng đó là một công việc rất là nguy hiểm. Some Muslims might want to kill him. Một số người Hồi giáo có thể muốn giết ông. So we can pray for him that this pastor will be saved and blessed in his work. Cho nên chúng tôi đã cầu nguyện cho ông, xin Chúa Ngài bảo vệ và cho ông có thể trở thành phước hạnh cho những người dân ở tại đó. Next slide, please. One day, God's mission will be completed. Đến một ngày thì sứ mạng của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn tất. And the Apostle John speaks about this in Revelation 7. Sứ đồ Giăng đã nói về điều này ở trong Khải Huyền chương 7. He says in verse 9, after this I looked and there before me was a great multitude that no one could count from every nation, every tribe, every people and every language standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands, and they cried out in a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Giăng đã viết rằng sau đó tôi nhìn xem kìa có một đoàn người rất đông không ai đếm được từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng đứng trước Ngài và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè, họ lớn tiếng kêu rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng ngồi trên Ngai và thuộc về chiên con. Next slide, please. It's very interesting that there are only 4 chapters in the Bible where there's no sin and no salvation. That is the first 2 chapters, Genesis 1 and 2, and Revelation 21 and 22. Điều thú vị là trong toàn Kinh Thánh chỉ có 4 cái chương là không nói đến cái tội lỗi cũng như không nói đến cái sự cứu rỗi. Đó là Sáng Thế Ký chương 1, chương 2 và Khải Huyền 2 chương cuối, chương 21 và chương 22. In all the other chapters of the Bible, we read something about the Father had heart of God and the love of God who wants to save people. Tất cả những cái chương còn lại trong Kinh Thánh thì chúng ta sẽ tìm thấy cái tấm lòng của Cha Thiên Thượng muốn yêu thương và muốn cứu chuộc những con người ở trên thế giới này. And he invites us, the Christians, the churches, to participate in his mission. Và Đức Chúa Trời đã mời gọi chúng ta là những cơ đốc nhân và hội thánh của Chúa tham gia vào trong sứ mạng của Ngài.
And we read about that till the very end of the Bible. Và chúng ta đã đọc thấy cái điều đó cho đến tận những cái chương cuối cùng của Kinh Thánh. In chapter 20, in Revelation 22, verse 17. Trong Khải Huyền chương 22 câu thứ 17. And that is the very end of the Bible. Và đó là cái câu, một trong những câu cuối cùng của cái Kinh Thánh. We read, the Spirit and the Bride say. Kinh Thánh chép rằng Thánh Linh và Cô Dâu cùng nói. The Bride is us, it's the Church. Cô Dâu chính là chúng ta, Hội Thánh của Ngài. We remember that in Revelation 20 it speaks about the wedding feast of the Lord. Hãy nhớ rằng trong Khải Huyền chương 20 thì có nói về cái tiệc cưới chiên con. We are the bride. Chúng ta là cô dâu. And the Spirit and the bride say till the end, come. Và Thánh Linh cũng như cô dâu đến cuối cùng nói rằng hãy đến. And let the one who hears say come. Người nào nghe cũng hãy nói hãy đến. Let the one who is thirsty come, and let the one who wishes to take the free gift of the water of life. Ai khác hãy đến, người nào muốn hãy đến nhận nước sự sống miễn phí. That is God's love. Và đó chính là cái tình yêu của Đức Chúa Trời. He wants to save people. Ngài muốn cứu con người. And the grace of God and the love of God is till the very end. Và tình yêu cũng như ân sủng của Đức Chúa Trời nó kéo dài cho đến cuối cùng. Calling that people would repent and turn to the Lord. Ngài vẫn cho đến cuối cùng thì ngần phải kêu gọi con người ăn năn và đến với Ngài. That is meant with the expression missio Dei. Và đó là ý nghĩa của cái sứ mạng của Đức Chúa Trời. It's God's mission. Sứ mạng của Đức Chúa Trời, đó là sứ mạng của Chúa. And we are invited to participate. Và chúng ta được mời gọi để dự phần vào trong sứ mạng này. And to preach the gospel all over the world. Để rao giảng phúc âm cho khắp thế giới. Till Jesus comes back. Cho đến khi Chúa Giêsu quay trở lại. So if we think about Missio Dei, we see here the summary of what it means. Cho nên nếu chúng ta suy ngẫm về cái Missio Dei hay là sứ mạng của Đức Chúa Trời thì đây là cái bản tóm tắt của sứ mạng. God purposed and initiated his mission. Đức Chúa Trời có chủ đích và khởi xướng sứ mạng của Ngài. God called Abraham and Israel for the purpose of his mission. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham và Israel cho mục đích sứ mạng của Ngài. God sent Jesus Christ. Đức Chúa Trời đã sai phái Chúa Giêsu Christ. That's Christmas. God is with us, Emmanuel. Cho nên Christmas để Giáng sinh có nghĩa là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. And Paul tells us God did not spare his only son. Và rồi Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con một của Ngài. So God's son died in our stead. Cho nên con của Đức Chúa Trời đã chết vì tội của cả nhân loại. Next slide, please. And so then we realize God called his church into being, the ecclesia. Rồi chúng ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi hội thánh của Ngài thành lập. Then God sent the Spirit of God at Pentecost. Và sau đó Ngài đã sai phái Thánh Linh của Ngài đến trong lễ ngũ tuần. So God empowered the church. Cho nên Đức Chúa Trời đã ban quyền năng cho hội thánh của Ngài. And God's church is to participate in God's mission till the end. Và rồi hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ tham gia vào sứ mạng của Ngài cho đến cuối cùng. And if we look into the way God works in Acts. Và nếu chúng ta nhìn vào cách mà Đức Chúa Trời hành động ở trong sách Công vụ, we realize that God directs and empowers his mission, the church and missionaries till the very end.
Cho nên chúng ta nhận thấy rằng Đức Chúa Trời điều hướng và trao quyền cho hội thánh, cho con dân của Ngài để thực thi sứ mạng của Ngài cho đến khi nó được hoàn tất. The next slide, please. Or is it the last? Yes, that's the end of the first part. Okay. So at the end of this run through scripture where we see about missionary, God's mission, we have to ask ourselves a question. Cho nên xuyên suốt cái dòng mà chảy của Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền nói về sứ mạng của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần phải hỏi chính mình câu hỏi này. Why do I have to be involved in mission? Tại sao tôi cần phải dự phần vào trong sứ mạng của Chúa? Either as a pastor or as a missionary. Hoặc là tôi là mục sư hay là một giáo sĩ. And the simplest answer is the following. Cái câu trả lời đơn giản là như sau. It is God's desire, it's his heart's desire that men and women all over the world be saved. Đó là tấm lòng và khao khát của tấm lòng Đức Chúa Trời là mọi người nam và nữ ở trên đất này sẽ được cứu. So they have to hear the gospel. Cho nên họ cần phải được nghe tin lành. So that they'd be able to believe, to trust God. Để rồi họ có thể tin và tin cậy Đức Chúa Trời. And so the question to us personally is, cho nên câu hỏi dành cho cá nhân của mỗi chúng ta đó là, how can I be involved? Tôi sẽ dự phần vào trong sứ mạng của Chúa bằng cách nào? What is the Lord saying? Đức Chúa Trời đang nói điều gì? May the Lord find us everyone faithful. Xin Chúa giúp chúng ta mỗi người trở nên trung tín ở trước mặt Ngài. I think that's the run through Bible to the Bible. Và đây chính là cái dòng chảy xuyên suốt Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền về sứ mạng. I think I stop here and maybe there are questions. Tôi muốn dừng lại ở đây để có thời gian cho quý vị có thể đặt những câu hỏi. Okay, thank you very much, Dieter, for your marvelous and translation. Yeah. Cảm ơn Mục sư Dieter vì đã chia sẻ cái phần của mình. Before we having break, I think we need to have time to take photo. So just turn your cameras on. Trước khi chúng ta nghỉ giải lao thì tôi muốn cùng với quý vị chụp hình chung với mục sư diễn giả của chúng ta. Cho nên xin mọi người có thể vui lòng mà mở camera của mình được không? Ok. Yeah. Why did you hide your face? You're handsome and beautiful. Tại sao mình phải che mặt mình trong khi mình rất là đẹp trai và rất là đẹp gái ạ? Okay, here you go. 1, 2, 3, smile. One more time, just a minute. Một lần nữa, cười tươi một lần nữa. Okay, 1, 2, 3. All right. Okay, thank you very much. So it's the time now is, 9:32 in Vietnam and 3:32 in Germany at the moment, right? So, that's right. Yeah. So why don't you just come back 9:50 in Vietnam and 3:50 in Germany. So we okay. Yeah, bây giờ là 9:33 sáng giờ Việt Nam và 3:33 sáng ở Đức. Cho nên chúng ta sẽ có giờ giải lao cho đến 9:50 giờ Việt Nam và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại phần 2. Okay. So have a good break and I'll see you in about 15 minutes. Yeah, xin chúc mọi người có thời giờ giải lao vui vẻ và hẹn gặp lại sau thì giờ dạy là. Thank you. See you soon. Yeah, we can go. Dieter. Yeah. Thank you. Okay. This will be the second part of Missio Dei and the emphasis will be on our calling. Đây là phần thứ hai của cái sứ mạng của Đức Chúa Trời và cái trọng tâm của cái phần này là sự kêu gọi của chúng ta. I had ended the last session. Tôi đã kết thúc phần thứ nhất
with the question, why do we have to engage in missions? Với câu hỏi rằng tại sao chúng ta phải tham gia vào trong sứ mạng của Chúa? And the simple answer is God wants to save people. Và cái câu trả lời đơn giản là vì Đức Chúa Trời muốn cứu con người. It says in 1 Timothy 2, God our Savior wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Trong Timôthê thì lời Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời muốn cho mọi người đều ăn năn và hiểu biết lẽ thật. The truth is a person. The truth is a person. Cái lẽ thật này là một con người. Lẽ thật là một con người, đó chính là Chúa Giêsu. Jesus once said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Chúa Giêsu đã nói rằng ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Cha. That means someone needs to tell people. Điều đó có nghĩa là có ai đó phải nói cho người khác. And that's the reason that Jesus said in Matthew 28, go make disciples. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu đã nói ở trong Matthew chương 28 rằng hãy đi và khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Of all nations. Khiến muôn dân trở nên môn đồ của ta. And so that is the reason why God calls people. Và đó là lý do mà Đức Chúa Trời kêu gọi con người. To participate in the mission of God. Tham gia vào trong sứ mạng của Ngài. And he has done so from the very beginning. Và Ngài đã làm điều đó ngay từ lúc ban đầu. He has always called individuals. Ngay từ đầu thì Đức Chúa Trời luôn luôn kêu gọi những cá nhân. And we see that in the life of Abraham. Chúng ta nhìn thấy điều đó trong cuộc đời của Abraham. Moses and Aaron. Môi-se và Aaron. The people of Israel. Dân Israel. And Joshua. Joshua. And judges like Gideon and Deborah and Samson. Các quan xét như là Gideon, Deborah và Samson. Priests like Samuel. Các thầy tế lễ như là Samuel. Kings like David. Các vua như là David. And prophets like Isaiah and Jeremiah and many more. Các tiên tri như là Esai, Jeremy và nhiều người khác. So that is God's way of dealing with this world. Và đó chính là cái cách của Đức Chúa Trời đối với thế giới này. And he puts his hand on someone. Ngài đặt tay của mình trên một ai đó. And tells him, I want you. Và Ngài nói với họ rằng ta muốn con. I want you for my work. Ta muốn con cho công tác của ta. And so God calls and leads. Và rồi Chúa kêu gọi và Ngài dẫn dắt họ. So we see that in the Old Testament. Chúng ta nhìn thấy điều đó ở trong Cựu Ước. Next slide, please. And we see the same principle in the New Testament. Chúng ta cũng thấy một cái nguyên tắc tương tự ở trong Tân Ước. Jesus called people. Chúa Giêsu đã kêu gọi người khác. He called people to costly discipleship. Ngài họ kêu gọi họ đến với một công tác môn đồ hóa rất là đắt giá. He called disciples for a particular purpose. Ngài kêu gọi họ những môn đồ của Ngài cho một mục đích. He called Paul as his chosen instrument. Ngài kêu gọi Phao-lô như là công cụ của Ngài. And he called Barnabas and Paul as missionaries. Và Ngài kêu gọi Barnabas và Phao-lô như là những giáo sĩ. So again, we see in the New Testament the same principle. Và một lần nữa chúng ta nhìn thấy ở trong Tân Ước một cái nguyên tắc tương tự. God tells individuals, I want you. Ngài muốn nói với con người rằng ta muốn con. And he calls people. He calls people. Và Ngài kêu gọi con người. He empowers people. Ngài trao quyền, Ngài ban quyền năng cho con người.
equips people with giftings. Ngài trang bị cho họ với những cái ân tứ. And directs their missionary work. Và Ngài hướng dẫn họ vào trong công tác truyền giáo. So it remains our responsibility to listen and to hear the call of God. Cho nên trách nhiệm của chúng ta là phải lắng nghe và đáp ứng lại với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. And God has, Jesus has said in John 10. Và Chúa Giêsu đã nói ở trong Giăng chương 10. My sheep hear my voice, they listen to my voice and follow me. Chiên ta nghe tiếng ta và bước theo ta. Next slide, please. So we read in Ephesus that Paul says in the letter to the church in Ephesus, God gave some to be apostles. Nếu chúng ta đọc sách Ephesio thì trong thư tín này Paulo đã viết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho một số người làm sứ đồ. Some others he gave the gifts of being prophets. Một số người thì làm tiên tri. Others to be evangelists. Một số làm nhà truyền giảng tin lành. Others to be pastors and teachers. Và có một số người khác là mục sư và giáo sư. It's God who gives the giftings. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã ban cho những cái ân tứ này. So the church is to participate in this worldwide mission of the Lord. Cho nên hội thánh của Chúa cần phải dự phần vào trong công tác truyền giáo toàn cầu này của Chúa. So we read in the New Testament that the church chose and commissioned deacons and elders. Và trong Tân Ước thì chúng ta đã thấy các hội thánh đã chọn lựa và bổ nhiệm các chấp sự, các trưởng lão. And so the church is involved in prayerfully selecting and sending people and commissioning people. Cho nên hội thánh tham gia trong sự cầu nguyện, trong sự tuyển mộ, chọn lựa và sai phái cũng như ủy thác cho những người ra đi truyền giáo. Next slide, please. When we look into the Acts of the Apostles, chapter 13. Khi chúng ta đọc sách Công vụ chương thứ 13. Very interesting verses. Có một câu, những câu kinh thánh rất là thú vị. There are a group of church leaders. Có một nhóm các nhà lãnh đạo, các người lãnh đạo hội thánh địa phương. And they are worshiping and fasting. Họ đang kiêng ăn và cầu nguyện. And then the Holy Spirit speaks into the situation and to the group. Thì Đức Thánh Linh mới phán với cái nhóm người đang kiêng ăn cầu nguyện đó. To set apart Barnabas and Saul for the work which God has chosen for them. Ngài bảo họ hãy biệt riêng Barnabas và Saul cho công tác mà Chúa đã kêu gọi họ. So the church leaders put their hands on Paul and Barnabas. Cho nên hội thánh, lãnh đạo hội thánh đã đặt tay trên Phaolô và Barnabas. And they let them go. Và để họ ra đi truyền giáo. But it's the Holy Spirit who sends them out. Nhưng mà thực tế là chính Thánh Linh là đấng đã sai phái họ ra đi. So then they went on their way. Và họ lên đường. So there is this principle of cooperation between God and the church. Cho nên đây là một cái ví dụ minh họa cho sự hợp tác giữa hội thánh địa phương và Đức Chúa Trời. God uses the church. Đức Chúa Trời sử dụng hội thánh. He tells the church how to do it. Ngài bảo hội thánh cái cách cần phải làm. It is the Holy Spirit who selects and directs. Chính Thánh Linh là đấng đã chọn lựa và điều hướng những người ra đi truyền giáo. Và hội thánh địa phương có trách nhiệm là tham dự vào công tác này. And takes responsibility in sending people out. Và hội thánh địa phương chịu trách nhiệm là sai phái người ra đi. Next slide, please. That was one model how missionary work is being done. Có một cái kiểu mẫu về cái cách mà công tác truyền giáo được thực hiện.
But the New Testament shows us another model. Nhưng mà trong Tân Ước thì chúng ta tìm thấy một cái kiểu mẫu khác. When we read Acts and all the epistles of Paul, we realize that he chose about 35 young men from various churches to accompany him and to train them for the ministry. Khi chúng ta đọc sách công vụ và các thư tín khác của Phao-lô thì chúng ta nhận ra rằng Phao-lô ông đã chọn lựa khoảng 35 thanh niên từ nhiều cái hội thánh khác nhau để đồng hành với ông và ông huấn luyện họ cho cái chức vụ. He took John Mark on his first missionary journey. Trong chuyến truyền giáo, thứ nhất ông đã chọn Giăng Mác. In the second missionary journey, he takes Silas and Timothy. Trong hành trình truyền giáo lần thứ hai, ông đã chọn Sila và Timothy. In all these cases, it says very clearly it was Paul who chose. Và trong những cái trường hợp này thì Kinh Thánh nói rất là rõ rằng chính Phao-lô là người chọn lựa những người này. I'm sure still these people, John Mark, Silas and Timothy, had to be sure that was God who called them. Nhưng mà chính Giăng Mác, Sila và Timothy phải chắc chắn rằng chính Chúa là đấng đã kêu gọi họ. And the church was involved. Và hội thánh tham dự vào. And we read that Sopater, Aristarchus, Secundus, Gaius, Tychicus and others Paul chose and took with him. Và rồi chúng ta đọc tiếp thì sẽ thấy rằng Phao-lô đã chọn và mang theo bên cạnh mình Sopater, Aristarch, Secundus, Gaius, Tychicus và Trophim. Paul trained them. Phao-lô đã huấn luyện họ. They always worked as a team. Và họ làm việc với nhau như là một đội. And they worked with the churches. Và họ cùng làm việc với các hội thánh. Next slide, please. So the triune God, who is the God of missions, is continuing this ministry of the world. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Trời của sứ mạng vẫn tiếp tục cái chức vụ rao giảng lời Chúa. If we look into church history, we realize that he does the same pattern like in the New Testament. Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử truyền giáo, lịch sử hội thánh, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa cũng đã làm một cái kiểu mẫu tương tự như là trong Tân Ước. Just a few examples from church history. Tôi muốn đưa ra một số cái ví dụ từ lịch sử hội thánh. God called Martin Luther and John Calvin. Đức Chúa Trời đã kêu gọi the Reformation. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Martin Luther và John Calvin để tiến hành cải chánh giáo hội. He called John Wesley and George Whitfield and Jonathan Edwards for revival ministries. Ngài đã kêu gọi John Wesley, George Whitefield and Jonathan Edwards để cho cái công tác phục phấn hưng hội thánh. And he called William Carey and Hudson Taylor and C.T. Studd and Albert B. Simpson for missionary work. Và ngài đã kêu gọi William Carey, Hudson Taylor, C.T. Studd and I.B. Simpson để cho những công tác truyền giáo. And when we look into church history and mission history, we see that God always calls particular people. Và nếu chúng ta nhìn vào lịch sử hội thánh thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời luôn luôn kêu gọi một kêu gọi con người cho một cái chức vụ riêng biệt nào đó. He gives him a particular ministry. Và kêu gọi họ cho cái chức vụ. And gives the people the right giftings for this ministry. Và ngài cũng trang bị cho họ những cái ân tứ cần thiết để thực hiện cái chức vụ đó. Next slide, please. So that leads us to the next question. How do we know or find the will of God? Và điều đó dẫn chúng ta đến một cái câu hỏi tiếp theo, đó là làm thế nào để chúng ta có thể tìm biết ý muốn của Chúa? While I served as a missionary in Indonesia and taught at a Bible college, I listened to the testimony of maybe 500 different students.
Khi tôi dạy là Hầu Việt Chúa ở tại Indonesia và dạy trong các trường thần học viện ở tại đó, thì tôi đã được lắng nghe lời chứng của khoảng hơn 500 sinh viên khác nhau. When they came to our college, they shared their testimony. Khi họ tới với trường Kinh Thánh của chúng tôi thì họ chia sẻ những lời chứng của mình. How the Lord had called them. Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ như thế nào? How they had become assured that they should become pastors or missionaries. Bằng cách nào họ có thể có một sự chắc chắn rằng họ phải trở thành một giáo sĩ? When I later become a missionary leader, I listened to the testimony of missionaries. Và sau này khi tôi trở thành một lãnh đạo truyền giáo thì tôi lắng nghe những lời chứng của những cái giáo sĩ. And I listened to many testimonies. Và tôi đã lắng nghe rất nhiều lời chứng như vậy. Of people who had been called to the mission field. Những con người đã được kêu gọi vào trong những cánh đồng truyền giáo. It's very interesting. Đó là những điều rất là thú vị. How God deals with people. Thật là thú vị khi nhìn thấy cách mà Đức Chúa Trời đối diện với mọi người. How he speaks to them. How God speaks to people. Đức Chúa Trời đã nói với họ bằng cách nào? How they come to assurance. Làm thế nào để họ có thể chắc chắn rằng đó là ý muốn của Chúa? And I have put a number of principles here to show what can help in finding the will of God. Và tôi có liệt kê ra đây một số cái nguyên tắc để giúp cho chúng ta biết cách để tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời. They have been mentioned by these people who have been called by God. Là những cái nguyên tắc mà đã được đề cập bởi những con người được chính Đức Chúa Trời kêu gọi. The first principle is nurture your personal relationship with Jesus Christ. Cái nguyên tắc đầu tiên là hãy nuôi dưỡng mối quan hệ của bạn với Chúa Giêsu. Only when we have that living relationship with the living God, we can listen to God's voice. Chỉ khi nào chúng ta có một mối quan hệ sống động với Đức Chúa Trời hằng sống thì chúng ta mới có thể nghe được tiếng của Ngài. That's the precondition for getting to know God's will. Đó là cái điều kiện tiên quyết để có thể nghe được tiếng của Chúa. God does not have only one way of dealing with people. Chúa không phải chỉ có mỗi một cách để có thể bày tỏ hay là phán với con người. So it's good to study the Bible and to see how God is dealing with people, how he's speaking to people. Cho nên rất là cần thiết để chúng ta học Kinh Thánh và nhìn thấy những cái cách mà Đức Chúa Trời đã phán với con cái Ngài là gì. So it helps us to understand the ways of God. Và điều đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết về đường lối của Chúa. And the third principle is it is the Holy Spirit who calls and leads and guides us. Và nguyên tắc thứ ba ở đây đó là chính Đức Thánh Linh kêu gọi, hướng dẫn và dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta. So we have to be sure that we are listening to God. Cho nên chúng ta phải chắc chắn rằng mình đang lắng nghe Chúa. That we are willing to hear his voice and willing to obey. Rằng chúng ta sẵn sàng lắng nghe tiếng của Ngài và vâng theo tiếng của Chúa. Next slide, please. So I already mentioned that God guides us in and through our reading of the Bible. Nguyên tắc thứ tư ở đây đó là Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta trong và qua việc đọc Kinh Thánh và sự cầu nguyện của chúng ta. You might have experienced yourself that suddenly you are reading a Bible, the Bible. Có lẽ quý vị đã có một số kinh nghiệm nhất định, đó là khi chúng ta đang đọc Kinh Thánh. And suddenly a word or a verse which you have read for many times suddenly springs at you and speaks to you very personally. Thì đột nhiên một cái câu Kinh Thánh nào đó mà chúng ta đã biết rất là nhiều lần rồi, đã đọc rất là nhiều lần rồi, bây giờ nó
trở nên rất là sống động và nó phán với chúng ta. Or you might encounter the same verse a number of times within a week in a short time. Và hoặc là có thể là quý vị đã từng tiếp xúc với câu kinh thánh đó nhiều lần rồi trong một thời gian ngắn trong cái tuần đó. So you realize, oh, God wants to say something to me. Thì trong trường hợp đó có thể chúng ta sẽ nhận ra rằng à, Chúa đang muốn nói điều gì đó với tôi thông qua câu kinh thánh này. The next principle is we should pray for wisdom. Nguyên tắc tiếp theo đó là chúng ta cần phải cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan. God wants to give us wisdom. Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta sự khôn ngoan. And in James 3 it says what this wisdom is, that the wisdom is pure, that it is from above. À, trong Giăng Gia Cơ chương 3 thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải ước ao sự khôn ngoan và sự khôn ngoan ban cho chúng ta từ trên cao. The wisdom of God is gentle, open to reason, full of mercy and good fruit. Có sự khôn ngoan mà nó đầy dẫy sự thương xót. So we realize God wants to help us in getting assurance. Cho nên chúng ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời muốn giúp cho chúng ta có thể tham dự vào trong cái sứ mạng của Chúa. God is able to guide and direct us. Chúa có thể hướng dẫn và chỉ bảo chúng ta. Next slide, please. God has given us mental faculties. He has given us common sense. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cái ý thức chung và cái khả năng tinh thần. So we should know our gifts, our abilities. Vì thế chúng ta cần phải nhận biết cái ân tứ và cái khả năng của mình. We should think about the situation God is calling us to. Chúng ta cần nghĩ đến cái tình huống mà Chúa kêu gọi chúng ta. Should understand what is needed there. Chúng ta cần phải hiểu cái điều gì cần thiết cho việc đó. We should have a world vision, a burden for the world. Chúng ta cần phải có một cái khải tượng toàn cầu, một cái sự cưu mang gánh nặng cho thế giới. It helps when we read mission reports and mission studies. Việc chúng ta đọc những cái báo cáo về truyền giáo hay là những cái nghiên cứu về truyền giáo, nó có thể giúp đỡ cho chúng ta có được điều đó. Maybe you remember what you learned in church history and mission history about William Carey and how mission studies really helped him to become a missionary. Có lẽ chúng ta quý vị đã được đọc qua về lịch sử hội thánh hay là lịch sử truyền giáo và về trường hợp của ông William Carey, thì quý vị sẽ nhận ra rằng việc mà hiểu biết về cái việc mà có những cái sự học biết về truyền giáo đó, nó đã giúp đỡ cho William Carey như thế nào. Often it helps to ask mature believers for their advice. Và rồi chúng ta cũng xin những cái lời khuyên từ những tín hữu trưởng thành trong hội thánh. So maybe other pastors or elders or church leaders. Có thể đó là những mục sư khác hay là những trưởng lão hoặc là những lãnh đạo hội thánh của mình. Often God is using other Christians to give advice, to help direct our steps or to help us avoid mistakes. Đức Chúa Trời có thể sử dụng những công cụ là con người để mà cho chúng ta những lời khuyên hoặc là để giúp cho chúng ta tránh lặp lại những cái sai lầm nào đó. If we think about serving as a missionary in a foreign country, we need to think about the future. Nếu quý vị muốn hầu việc Chúa trong tư cách là giáo sĩ ở hải ngoại, thì quý vị cần phải suy nghĩ đến tương lai. There are many things that need to be thought through. Có nhiều điều mà quý vị cần phải trò chuyện cho thông suốt. How to live there? Làm thế nào để sống ở tại nơi đó đây? If you have family and children,
how to educate their children, your children there. Nếu mình có gia đình có con cái thì mình sẽ giáo dục con cái mình như thế nào tại nơi đó. How to learn a foreign language. Làm thế nào để mình học ngôn ngữ. How to stay physically, mentally and spiritually well in a foreign country. Làm thế nào để chúng ta có thể sống một đời sống khỏe mạnh cả thể chất, tinh thần lẫn thuộc linh ở trong một đất nước xa lạ. So it's an important topic to think about it very carefully. Cho nên đây là một cái chủ đề quan trọng mà chúng ta cần phải suy nghĩ về đó một cách cẩn thận. Next slide, please. When God calls us, we have to count the cost. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, thì chúng ta cần phải tính toán cái giá phải trả. But be willing to obey at any cost. Nhưng hãy sẵn sàng vâng lời Chúa dù bất cứ giá nào. Jesus is worth it. Chúa Giêsu xứng đáng với cái giá đó. Often we have to give up our own dreams. Thông thường thì chúng ta phải từ bỏ những cái giấc mơ của mình. I remember the testimony of a missionary. Tôi nhớ lại một cái lời chứng của một giáo sĩ. And she had worked in an African country. Cô ta đã làm việc ở tại châu Phi. And the first 4 years were very difficult. 4 năm đầu tiên tại đó là một giai đoạn rất là khó khăn. A difficult language to learn. Một ngôn ngữ rất là khó để học. Difficult living conditions. Điều kiện sống rất khó khăn. There were dangers to their children. Có những hiểm nguy đối với con cái của cô ta. There were plenty of snakes. Có nhiều rắn lắm, ở đó có nhiều rắn. And there were very many difficulties. Và có nhiều cái khó khăn khác nữa. And when she went home after 4 years, she was not sure whether she should return. Và sau khi cô trở về thăm nhà 4 năm sau đó, thì cô không có chắc là liệu mình có thể quay trở lại cái cánh đồng truyền giáo đó hay không. And she said to the Lord, I haven't done much, I haven't achieved much in these 4 years. Rồi cô cầu nguyện với Chúa, cô nói rằng Chúa ơi, con đã làm được rất là nhiều việc, con đã đạt được nhiều cái kết quả trong suốt 4 năm đã qua. But then she realized. Nhưng mà rồi sau đó cô ta nhận ra rằng Jesus is worth it. Chúa Giêsu xứng đáng để cô quay trở lại. If Jesus calls me and wants me back in this country, I will go. Nếu Chúa Giêsu kêu gọi tôi và Ngài muốn tôi quay trở lại đất nước đó thì tôi sẽ sẵn sàng đi. Because I trust Jesus. Bởi vì tôi tin cậy Chúa Giêsu. Another principle. Một cái nguyên tắc khác nữa. We should be willing to wait until we have assurance, and we should be willing to be corrected until God's call is definite to us. Đó là chúng ta cần phải sẵn lòng để chờ đợi đến lúc mình có một cái sự chắc chắn ở trong lòng, hoặc là sẵn lòng để bị chỉnh sửa cho đến khi mà sự kêu gọi của Chúa là nó rõ ràng ở trong đời sống của chúng ta. In Psalm 25, it says, show me your ways, Lord, teach me your path, guide me in your truth, and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long. Thi Thiên 25 câu 4 câu 5 thì tác giả nói rằng, lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết các đường lối Ngài, và dạy dỗ con trong các nẻo đường Ngài, xin dẫn con trong chân lý của Ngài và dạy dỗ con, vì Ngài là Đức Chúa Trời, đấng cứu rỗi con, hằng ngày con trông đợi Ngài. Eventually we have to make a decision with a willing heart. Và cuối cùng thì chúng ta phải đưa ra một cái quyết định với một cái tấm lòng sẵn sàng. And when we are on the right track, there will be growing peace. Và khi chúng ta đi đúng hướng của Chúa đó, thì nó sẽ có một cái sự bình an, nó ngày càng gia tăng ở trong lòng của chúng ta. Next slide, please.
One of my teachers in missiology was Professor Dr. George W. Peters. Một trong những người thầy trong lĩnh vực truyền giáo học của tôi là giáo sư tiến sĩ George Peters. And he was a wonderful man of God. Ông là một đầy tớ tuyệt vời của Chúa. And he told us what you see on the screen. Và ông đã dạy cho chúng tôi cái điều mà quý vị nhìn thấy trên màn hình. He said the clarity and depth and definiteness of the call of God will depend to a great extent upon three things. The quality of the heart. That means, do I really love God? Secondly, the intensity of our fellowship with the Lord. Am I able to really listen to the Lord? And thirdly, the degree of our willingness to obey the Master in his command and commission. Ông đã nói rằng sự rõ ràng, sâu sắc và dứt khoát về sự kêu gọi của Chúa sẽ phụ thuộc rất nhiều vào ba cái điều. Thứ nhất, đó là chất lượng của tấm lòng. Nó có ý nghĩa rằng chúng ta có thực sự yêu Chúa hay không. Điều thứ hai là cường độ của mối tương giao giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta có thể lắng nghe tiếng của Chúa hay không. Và điều thứ ba là mức độ chúng ta sẵn sàng vâng lời chủ theo mệnh lệnh và sự ủy thác của Ngài. Next slide, please. Again, God has many different ways of directing our steps. Một lần nữa tôi xin nhắc lại là Đức Chúa Trời có nhiều cách khác nhau để hướng dẫn các bước của chúng ta. I noticed then when I listened to testimonies of students and missionaries. Và tôi để ý rằng khi tôi lắng nghe những cái lời chứng của các sinh viên, thần học và các giáo sĩ. But irrespective of whatever way God chooses, we need to come to an inner assurance that it is God who calls us. Nhưng bất kể cách Chúa chọn để hướng dẫn chúng ta là gì, thì chúng ta cần đi đến cái sự đảm bảo ở trong lòng của mình rằng chính Chúa là đấng đã kêu gọi chúng ta. It's important that I understand it's God, not myself, who just wants to become a missionary. Và cũng giống như Phaolô thì tôi đã nhận ra rằng đó là Chúa muốn chứ không phải là bản thân tôi muốn trở thành một giáo sĩ. Why is it so important? Tại sao điều này là rất quan trọng? The simple truth is that many missionaries who go to different countries or foreign cultures face a lot of difficulties. Cái thực tế là những giáo sĩ đi truyền giáo ở những đất nước khác, trong những cái nền văn hóa xa lạ thì gặp phải rất nhiều những cái thách thức và khó khăn. There are challenges, there's hardship, there can be pain. Có những khó khăn, có những thách thức và thậm chí có cả những nỗi đau nữa. And if we at that point are not sure it is God who put me there, we might be tempted to give up. Và nếu chúng ta đối diện với những điều đó mà trong lòng mình vẫn không chắc chắn rằng chính Chúa là đấng đã kêu gọi chúng ta đến đó, thì rất dễ chúng ta bị cám dỗ bỏ cuộc. And you might think, oh, it's not worth it to stay on. Và quý vị có thể nghĩ rằng, ồ, không đáng để tôi phải sống ở nơi này. And you are tempted to go home. Và chúng ta bị cám dỗ trở về nhà. But if you are sure it is God who put you there, you know he is with you there. Nhưng mà nếu quý vị chắc chắn ở trong lòng mình rằng đó chính Chúa là đấng đã kêu gọi và đặt chúng ta ở tại đó, thì chúng ta biết chắc rằng Ngài cũng đang ở với chúng ta tại đó. And you know he is faithful. Và Ngài, chúng ta biết rằng Chúa là đấng thành tín. That's exactly what Psalm 23 teaches us. Đó chính xác là những gì mà Thi Thiên 23 dạy chúng ta. Even though I walk through the darkest valley, I will not fear evil, for you are with me. Dầu khi tôi đi trong trùng bóng tối, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. This fact that God is with me makes all the difference. Cái sự thật là biết Chúa đang ở cùng tôi, nó tạo nên những sự khác biệt rất là
rất đáng kể. And that's the reason it's not enough to know for myself I wanted to go there. Cho nên cái đó là lý do mà không phải là việc chúng ta biết cần biết rằng chúng ta biết mình muốn đi đến đó nhiều bao nhiêu. It's not enough to know the church wanted to be, to send me here. Vì chúng ta biết rằng hội thánh muốn chúng ta đi sai chúng ta đến đó nhiều bao nhiêu là cũng chưa có đủ. I need to know God is with me here. Mà điều tôi cần biết đó là tôi cần biết rằng Chúa ở với tôi ở tại đây. Next slide, please. That's my own experience, and I will share it in a moment. Đây là cái kinh nghiệm cá nhân của tôi và tôi sẽ chia sẻ sau thời gian nữa. And George W. Peters put it this way. Và ông giáo sư George Peter ông đã nói như thế này. It is the blessed privilege of a servant of the Lord to enjoy the glorious assurance that he is individually and personally called by the Lord to fill a specific place in the ministry of the church. Thật là một đặc ân phước hạnh của một tôi tớ của Chúa khi được hưởng sự bảo đảm vinh quang rằng anh ta được Chúa kêu gọi một cách cá nhân và riêng tư để lấp đầy một vị trí cụ thể trong chức vụ của hội thánh. So we have seen God calls individuals in the Old Testament. Chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời kêu gọi những cá nhân khác nhau trong Cựu Ước. Jesus and the church did the same in the New Testament. Chúa Giêsu và hội thánh cũng làm điều tương tự như thế trong Tân Ước. The triune God did the same in church history. Đức Chúa Trời ba ngôi cũng đã làm điều tương tự như vậy trong lịch sử hội thánh. And God does it all over the world, calling missionaries and sending missionaries. Đức Chúa Trời đang hành động khắp nơi trên thế giới để kêu gọi và sai phái những người ra đi truyền giáo. Let me quickly share three facts from church or mission history. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cách ngắn gọn ba cái lẽ thật, ba sự thật từ cái lịch sử hội thánh. God did not call only men. Thứ nhất là Đức Chúa Trời không chỉ kêu gọi những người nam. He called many women into missionary service. Mà Ngài kêu gọi rất nhiều người nữ vào trong công tác truyền giáo. And if we look into mission history, it's amazing what some of these women did and achieved. Và nếu chúng ta nhìn vào lịch sử truyền giáo của hội thánh thì chúng ta thấy rằng có những người phụ nữ đã làm được những công việc rất là kỳ diệu. Sometimes women succeeded where men failed. Đôi khi thì phụ nữ có thành công nhưng mà cũng có những người phụ nữ thất bại. Hudson Taylor, for example, explained in China. Hudson Taylor chẳng hạn, ông đã thành công ở tại Trung Quốc. That he had often put men into certain situations. Xin lỗi, ông đã có một cái kế hoạch đó là ông sẽ đặt những người nam vào một số cái vị trí nhất định. But these European men missionaries were a threat to the locals. Nhưng mà những cái người nam đến từ phương Tây này á, nó lại trở thành một cái mối đe dọa đối với những người địa phương. They hindered the development of local believers to take responsibility. Và nó cũng ngăn trở cái khả năng nhận lãnh cái trách nhiệm của những người bản địa, cơ đốc nhân bản địa. And women missionaries they were not a threat to the men. So they succeeded in helping the Chinese local men to develop responsibilities and take responsibility in the church. You mean women missionary? Yeah, women missionaries. Because the Chinese men felt, oh, these are only women. So they then took responsibility and developed their own giftings and were very successful pastors. Chính những người giáo sĩ mà người nữ này
đứng đằng sau và giúp đỡ trang bị cho những người nam và là cơ đốc nhân tại Trung Quốc đó, và họ đã trở nên những mục sư, những người lãnh đạo hội thánh rất là kết quả. The second fact is that a high percentage of missionaries were called in their late teens. Cái sự thật thú vị thứ hai là Đức Chúa Trời kêu gọi một tỷ lệ lớn những người giáo sĩ khi họ đang ở trong giai đoạn cuối của tuổi thanh thiếu niên. Actually, the majority of missionaries received their missionary call, at least in the West, when they were still not yet 20 years old. Phần lớn những cái người mà nhận được sự kêu gọi để trở thành giáo sĩ ở phương Tây đó, thì họ nhận được sự kêu gọi đó khi họ chưa tới 20 tuổi. That's actually not surprising. Đó thực tế nó không phải là một cái điều đáng ngạc nhiên. Because young people are often much more open to listen and to go. Bởi vì những người trẻ là những người thường cởi mở hơn trong việc lắng nghe và ra đi. They are not yet in the situation where they pursue their own goals. Họ chưa ở trong một cái tình trạng mà họ theo đuổi những cái mục tiêu cá nhân của mình. So they are willing to obey and to follow the Lord. Cho nên họ rất sẵn lòng vâng lời và bước theo sự dẫn dắt của Chúa. The third fact is that particularly in the last 30-40 years, God has called more and more mature Christians into missionary service. Và cái sự thật thú vị thứ ba là trong mấy chục năm gần đây thì Đức Chúa Trời cũng kêu gọi những cơ đốc nhân lớn tuổi và trưởng thành hơn vào trong công tác truyền giáo. People with experience. Những con người với những kinh nghiệm. Experience in leadership. Có kinh nghiệm lãnh đạo. People with good training and abilities. Có kinh nghiệm và khả năng huấn luyện. They are needed in God's work. Thì đó là những người rất cần ở trong công tác của Chúa. When God called Paul, Paul was no longer a young man. Khi Chúa kêu gọi Phaolô thì Phaolô không còn là một người trẻ tuổi nữa. Next slide, please. Many of these aspects I experienced myself. Rất nhiều những cái phương diện mà tôi đã chia sẻ thì bản thân tôi đã có những trải nghiệm. And let me share a few experiences. Bây giờ cho phép tôi được chia sẻ một vài cái trải nghiệm của mình với quý vị. Also that the Lord a number of times changed my own plans. Và để thấy rằng rất là nhiều lần Đức Chúa Trời đã thay đổi những cái kế hoạch của tôi. I was born in 1941. Tôi được sinh ra vào năm 1941. So I'm 80 now. Bây giờ tôi 80 tuổi rồi. I grew up in a family with 6 children. Tôi lớn lên trong một gia đình có 6 người con. My father was a medical doctor. Ba tôi là một bác sĩ. And during the last 7 years of my schooling, I only had one dream, one plan. Cho nên trong 7 năm cuối cùng của thời học sinh của tôi chỉ có một cái giấc mơ và một kế hoạch thôi. I wanted to study history and to do a doctorate in history. Tôi muốn học về ngành lịch sử và muốn lấy bằng tiến sĩ trong ngành lịch sử. But the Lord changed my plans. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã thay đổi kế hoạch của tôi. Half a year before I went to university, nửa năm trước khi tôi vào đại học. I still know the day when it happened. Tôi không biết cái tên, nhưng mà đây là cái điều nào đã xảy ra. I was on my way walking home from town. Tôi lúc bấy giờ đang trên đường từ thành phố trở về nhà của mình. I never in my life thought about missionary work. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình mà tôi nghĩ đến việc là tham gia công tác truyền giáo. But suddenly while I was walking, I heard very clearly study medicine in order to become a missionary doctor. Nhưng mà khi tôi đang đi trên đường như vậy thì tôi nghe có một cái tiếng rất là rõ phán với mình, đó là hãy đi học bác sĩ và trở thành một giáo sĩ phục vụ trong lĩnh vực y tế.
I almost turned around to see who is speaking. Tôi nhìn quanh để xem thử ai đang nói với mình cái tiếng đó. It was so clear. Bởi vì cái tiếng đó nó rất là rõ. But I didn't want to study medicine. Nhưng mà thực tế tôi không muốn học y khoa. I hated medicine. Tôi ghét học y khoa lắm. When my father gave an injection to my grandmother, I would run out of the room. Khi mà ba tôi mà tiêm thuốc cho bà nội của tôi thì thường là tôi phải bỏ chạy ra khỏi phòng đó. I couldn't see blood. Tôi không thể nhìn thấy máu. I disliked it. Tôi rất là ghét thấy máu. But I was so sure at that moment God was speaking. Nhưng mà tôi rất chắc chắn là cái thời điểm đó chính Chúa đã nói với tôi. So I say, yes, I will do. Cho nên tôi nói rằng vậy thì thưa Chúa con sẽ làm. I went home and told my parents that I would study medicine. Tôi trở về nhà và nói với ba mẹ tôi rằng tôi sẽ học y khoa. No one asked why. Không có một người nào hỏi tôi là tại sao. And I didn't tell anyone why. Và tôi cũng không nói cho ai biết là lý do tại sao tôi quyết định như vậy. A year later, the YMCA secretary wrote a letter to me. À, một năm sau thì cái tổ chức YMCA đó đã đến với đất nước của chúng tôi. And he said, Dieter, I know that you will become a missionary. Và một người trong cái tổ chức này nói với tôi là Dieter, tôi biết rằng anh sẽ trở thành một bác sĩ, một giáo sĩ. That was very, very helpful to me because the secretary told me God told him that I would become a missionary. Và đó là một điều hết sức là ích lợi cho tôi bởi vì cái người thư ký của cái tổ chức đó nói với tôi rằng Chúa đã cho tôi biết rằng anh sẽ trở thành một giáo sĩ. So 7 years of medical school and some years of medical work as a doctor in Germany followed. Cho nên tôi đã trải qua 7 năm vào để học trong trường y khoa và sau đó là một số năm làm việc trong lĩnh vực y khoa ở tại Đức. And I got engaged to a young girl. Và rồi tôi đính hôn với một người cô gái trẻ. She too had received her missionary call as a teenager. Và cô gái này cũng nhận được cái sự kêu gọi trở thành giáo sĩ khi mà còn là một thiếu niên. And she too was a medical doctor. Và cô ta cũng là một bác sĩ nữa. During these years in Germany, I often asked, Lord, where do you want me to serve? Nhưng trong suốt những năm ở tại Đức thì tôi luôn luôn hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa muốn con phục vụ Ngài ở đâu? For some time I was attracted to Latin America because of the story of Jim Elliot in the shadow of the Almighty. Đã có những lần là tôi rất là muốn đến ở châu Mỹ Latin để hầu việc Chúa bởi vì tôi được cảm động bởi cái câu chuyện của ông giáo sĩ Jim Elliot, người đã tử đạo vì công tác truyền giáo. But the Lord never gave assurance to that. Nhưng mà Chúa chưa cho tôi có sự đảm bảo về điều đó bao giờ. In 1966, Yemen got open to missionary work and they needed doctors. Năm 1966 thì Yemen nó bắt đầu mở cửa và họ rất là cần những bác sĩ. And a couple of medical doctors, friends of ours, Hope and Truth, went to Yemen. And we asked ourselves, Lord, do you want us to be in Yemen? Một số người bạn của tôi là bác sĩ đó, thì họ cũng đã quyết định chuyển đến Yemen. Nhưng rồi cho nên chúng ta hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, có phải Chúa muốn chúng con đến tại Yemen không? But the Lord never confirmed that. Nhưng Chúa chưa bao giờ xác nhận với chúng tôi điều đó. The same with Afghanistan. It opened in 1966. Điều tương tự cũng xảy ra với Afghanistan khi họ mở cửa vào năm 1966. And they needed doctors. Và họ rất cần những bác sĩ. So I thought maybe it's Afghanistan. Cho nên tôi đã nghĩ rằng có thể cái điểm mình đến sẽ là Afghanistan. But the Lord never confirmed that. Nhưng mà Chúa chưa bao giờ xác nhận với tôi cái điều đó. So for many years I prayed
and looked and thought, but then nothing happened. Cho nên trong nhiều năm thì tôi cầu nguyện, tôi suy nghĩ và tôi tìm hiểu nhưng mà chẳng có chuyện gì xảy ra hết. But then it was at the end of January 1968. Nhưng mà rồi cuối tháng 1 năm 1968. At that time I read a chapter of Isaiah every day. Lúc bấy giờ thì tôi đã đọc mỗi ngày một cái chương ở trong sách Esai. And came eventually to chapter 66, the last chapter. Và rồi đến cái chương cuối cùng là chương 66. And suddenly I realized God is speaking about missions in chapter 66. Và cuối cùng tôi nhận ra rằng Chúa đang nói về cái sứ mạng của Ngài ở trong cái chương 66 này. And I wondered whether the Lord would talk to me. Và tôi tự hỏi là không biết có phải đó là Chúa phán với mình hay không. And he did. Và quả thật Ngài đã phán với tôi. Because it says that God would send some of those who are saved to other nations. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng ta sẽ sai những người sống sót của họ đến các nước. To Tarsus, to the Libyans, to the Lydians, to Tubal, to Greece, and to the distant islands. Đến Taris, đến các nước Tarisi, Phun Lut, đến Tuban và Javan, đến các hải đảo xa xôi. And I knew that Indonesian Christians interpreted and identified this passage about the distant islands with Indonesia. Và tôi biết rằng Indonesia is an archipelago of 13,000 islands. Và tôi biết rằng các Cơ Đốc nhân của tại Indonesia đó thì họ đồng nhất chính Indonesia với cái cụm từ là đấy các hải đảo xa xôi ở trong câu Kinh Thánh này. Bởi vì ở tại Indo thì nó là đất nước vạn đảo, có khoảng 30,000 hòn đảo lớn nhỏ như vậy. But I hesitated. Nhưng mà tôi rất là lưỡng lự. I thought, wow, that's not proper exegesis. Tôi nói, có thể đó không phải là một cái cách diễn giải đúng. So I said, Lord, if that is your will, you show it to my fiance as well without me telling her. Và rồi tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, nếu đó là điều mà Chúa muốn thì xin Chúa cũng bày tỏ điều đó với vợ con nữa. Bởi vì vợ con bây giờ đang ở trong cái phòng hộp. And after 8 months, the Lord did. Và sau 8 tháng thì Chúa đã làm điều đó. Very clearly, she was called to Indonesia. Rất là rõ ràng là vợ tôi nhận biết Chúa kêu gọi mình đến Indo. And so then we got married. Cho nên chúng tôi đã kết hôn. And again, at that time, we both worked as medical doctors in Germany. Và lúc bấy giờ thì cả hai chúng tôi đều đang làm việc như là những bác sĩ ở tại Đức. And because we were planning to run a little hospital, we both wanted to have a lot of experience in Germany. Và chúng tôi muốn mở một cái bệnh viện nhỏ, cho nên chúng tôi muốn có càng nhiều kinh nghiệm làm việc ở tại Đức thì càng tốt. We felt we should complete our specialization. Medicalization. Our specialization in medicine. She did pediatrics and I did gynecology and surgery. Chúng tôi nghĩ là chúng tôi cần phải học về những cái chuyên khoa. Vợ tôi thì học chuyên về khoa nhi, còn tôi thì học về một cái khoa gì đó tôi nghe không rõ. But then the Lord stepped in and changed our plans. Nhưng mà cái kế hoạch đó thì đã được thay đổi. Before we were ready, the Lord told us, no, stop and now go. Trước khi chúng tôi sẵn sàng thì Chúa đã nói với tôi là thôi bây giờ dừng hết lại và đi. I struggled for a long time. Tôi đã vật lộn với điều này rất là lâu dài. I didn't want to give up my dream. Tôi không muốn từ bỏ giấc mơ của mình. But eventually we were obedient. Nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi đã vâng theo lời Chúa. We went to the University of Liverpool to study tropical medicine and went to Indonesia.
Chúng tôi đã đến tại trường đại học ở tại Liverpool để học về y học nhiệt đới và rồi chúng tôi đến tại Indonesia. Có vẻ như internet có vấn đề. I think got stuck. You just wait a sec. Yes. Có lẽ internet của mục sư. Okay, he back. Yeah. The Lord changed everything again in Indonesia. Rồi chúng tôi đến ở tại Indonesia. Nhưng mà một lần nữa Chúa lại thay đổi mọi thứ ở tại Indonesia. We had planned to be medical doctors in Sumatra. Chúng tôi có kế hoạch là sẽ làm việc làm nghề y, làm bác sĩ ở tại Sumatra. But the governor of the province would not allow it. It what, became what? A political issue. Can you repeat? I could not. And we had to change. You plan to work as a medical doctor in Sumatra, but what happened to, then? To be doctors in a little hospital in Sumatra. Yes, and what's next? You said the law changed. Change. Government politically unallowed. Yeah. Okay. Nhưng mà chính quyền ở tại đó thì không cho chúng tôi làm việc ở tại đó. So we did some. We had to decide. Do we stay in Indonesia or go home? Cho nên lúc bây giờ chúng tôi phải buộc phải đưa ra một quyết định. Một là ở tại Indonesia, hai là phải về nước. But we were so sure that the Lord had put us in Indonesia. So that we decided, no, we stay and give up our medical work. Nhưng mà chúng tôi biết rất là rõ là Chúa muốn chúng tôi ở tại Indonesia, cho nên chúng tôi đã quyết định ở lại Indonesia và từ bỏ cái giấc mơ làm bác sĩ của chúng tôi. So I did further theological studies. Cho nên tôi đã đi học trường Kinh Thánh. And trained pastors in Indonesia. Và đã huấn luyện những mục sư ở tại Indo. And I thought I would stay there for life in Indonesia. Và rồi tôi nghĩ rằng tôi sẽ sống cả đời, hầu việc Chúa cả đời ở tại Indo. But the Lord changed again. Nhưng một lần nữa Chúa lại thay đổi. Wake asked me to become leaders in England. Tổ chức truyền giáo Wake đã yêu cầu chúng tôi phải trở thành lãnh đạo của họ ở tại nước Anh. And I said, no, I don't want to. Và rồi tôi nói, tôi không muốn làm gì đó. I want to stay in Indonesia. Tôi muốn ở lại Indo. I love Indonesia. Tôi rất là yêu quý người Indonesia. The Lord has put me here. Chúa đã đặt tôi ở đây. And it's not yet time to go. Và bây giờ chưa phải là thời điểm để tôi đi. So I stayed another 4 years in Indonesia. Và rồi tôi đã ở thêm 4 năm nữa ở tại Indo. But then came the Indonesian director of our work in Indonesia. Nhưng mà rồi sau đó cái ông giám đốc của cái tổ truyền giáo chúng tôi ở tại Indo đó. And he told me, Dieter, your ministry in Indonesia is completed. Go to England. It's your turn to go to England. Ông nói với tôi rằng ông Dieter ơi, cái chức vụ của ông ở tại Indonesia tới đây là kết thúc rồi. Ông hãy qua Anh để làm hầu việc Chúa ở tại đó. So we worked for 12 years in England. Rồi chúng tôi đến Anh phục vụ Chúa trong vòng 12 năm. When I look back to our lives, we only can say the Lord is very very faithful. Khi chúng tôi nhìn lại cuộc đời của mình thì chúng tôi chỉ có thể nói rằng Chúa thật quá thành tín đối với chúng tôi. Although our plans have so often been changed. Mặc dù tất cả những cái kế hoạch thường thường phải bị thay đổi. The Lord eventually helped us to be obedient. Nhưng mà Chúa vẫn luôn giúp chúng tôi có thể vâng lời Ngài. And he is a wonderful Lord. Và Ngài là một cứu Chúa tuyệt vời. He is worth everything. Ngài xứng đáng với tất cả mọi điều. And we should be obedient.
và chúng ta cần phải vâng lời Ngài. The Lord bless you. Xin Chúa ban phước cho quý vị. So, maybe there are questions, I don't know. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ có cái thời giờ để hỏi đáp. Yeah, so this is the question and answer time. So feel free to ask any questions and Dieter will answer your if I can. Quý vị có thời giờ để hỏi đáp cho nên quý ông và anh chị em có câu hỏi nào thì xin đưa ra và mục sư sẽ hỏi đáp và ông nói rằng ông sẽ trả lời nếu như ông có thể làm điều đó. Jeff, it seems like Susan is also here with us. Yeah, I saw the name. I saw her name, but yeah. I saw the name Susan, but I don't know if Susan is Vietnamese or Susan Serpent. Susan, yes. Where are you? No. Another Susan. Susan Vietnamese. No, not Susan Serpent. No. Okay. Yes. Typing some words in the chat box. Yes. Is there any question? Có câu hỏi nào không ạ? Quý vị có thể hỏi những câu hỏi liên quan tới bài học và bài chia sẻ của sư sáng hôm nay, hoặc là nếu quý vị có câu hỏi nào khác cũng được. So while you're preparing, let me give you a little bit more introduction about Dieter Kuhl. Trong khi quý vị chuẩn bị câu hỏi thì tôi muốn có cho quý vị biết thêm một cái vài thông tin về diễn giả mục sư Dieter Kuhl. So as he was called to international in England. Khi ông được Chúa kêu gọi để làm giám đốc quốc tế của WEC ở tại nước Anh. His 12 years of international director's ministry. Trong 12 năm làm chức vụ giám đốc truyền giáo quốc tế của WEC. Is really highlighted to involve many nations working together as a missionary, not only Western people, but many non-Western countries. He invited to many non-Western countries to join together as a missionary, including like Korea and Brazil, many other countries. Thì cái giai đoạn 12 năm mục sư Dieter làm giám đốc truyền giáo quốc tế của WEC thì đó là một trong những cái highlight, một cái điểm sáng trong cái lịch sử của WEC, khi ông đã kêu gọi, đã mời gọi rất là nhiều những cái quốc gia khác nhau, không phải là ở phương Tây mà còn ở những nơi khác nữa, chẳng hạn như là Hàn Quốc hay là Brazil. Myself, I also, when I was in Africa, the God spoke to us through Dieter Kuhl many times to why don't we go back to Korea to start Korea, but I kept saying no with somebody but finally I had to obey what the Lord spoke to me through Dieter Kuhl. Khi tôi hầu việc Chúa ở tại Gambia, Châu Phi thì rất là nhiều lần Chúa đã nói với tôi qua ông Dieter Kuhl, nhưng mà tôi hết lần này lần khác là từ chối. Chú muốn tôi trở về Hàn Quốc để mà sáng lập cái tổ chức sai phái truyền giáo cho WEC ở tại Hàn Quốc, nhưng mà tôi không muốn đi. Nhưng mà so cuối cùng tôi phải làm gì đó. Now we realized, now we have over 500 Koreans are working in WEC with WEC. So there was clearly God spoke to us through Dieter Kuhl. And to start with Korean base. Và cho tới thời điểm này thì đã có 500 giáo sĩ đã được sai phái vào các cánh đồng truyền giáo trên thế giới thông qua cái tổ chức WEC ở tại Hàn Quốc. Và tôi nhận ra rằng quả thật Chúa đã phán với tôi qua đại tớ của Chúa là mục sư Dieter. God might speaking same way to all of you to start with Vietnamese base. So that in the some years later we can have 100 of Vietnamese missionaries working with WEC. Cho nên tôi hy vọng rằng Chúa cũng sẽ phán với quý vị qua những nhân sự của WEC tại Việt Nam để trong tương lai sẽ có hàng trăm người Việt Nam được sai phái đi các nơi khác trên thế giới để làm giáo sĩ. Yeah, somebody is asking a question. May I just add something?
Yes. Because it illustrates what I just shared about calling. When I became international director, I was told one of your responsibilities is to go to Korea and to start a Korean sending base. Khi tôi muốn chia sẻ thêm một tí bởi vì nó có liên quan tới sự kêu gọi. Khi tôi làm giám đốc quốc tế của WEC ở tại nước Anh thì tôi được Chúa đặt để trong lòng là đó là bảo là phải đến Hàn Quốc để hình thành một cái trung tâm sai phái giáo sĩ ở tại đó. At that time, there were only, I think, two or three Korean missionaries in WEC. Và lúc bấy giờ thì ở tại Hàn Quốc chỉ có khoảng 2 hoặc là 3 giáo sĩ của WEC là người Hàn thôi. So in 1988, I went for the first time to Korea. Cho nên năm 1988 thì đó là lần đầu tiên tôi tới Hàn Quốc. But I realized the Korean church situation is so complicated, no Westerners will really understand it. Mà lúc đó tôi nhận ra là cái tình hình của Hội Thánh Hàn Quốc nó rất là phức tạp. Tôi nghĩ là không có một người phương Tây nào có thể hiểu hết được cái tình hình của Hội Thánh Hàn Quốc lúc bấy giờ. So for the next 10 years, we only prayed. Cho nên trong 10 năm tiếp theo thì chúng tôi chỉ cầu nguyện thôi. And the first step was that the Lord provided a Korean leader in England and we met again and again and talked about Korea. Và cái bước tiếp theo là Chúa cho chúng tôi gặp được một người lãnh đạo hội thánh người Hàn Quốc ở tại nước Anh và chúng tôi cứ mãi nói chuyện với nhau về Hàn Quốc. This Korean brother did a doctorate in England, so he stayed a long time and we prayed many years together. Cái người mục sư Hàn Quốc này đang học tiến sĩ ở tại nước Anh cho nên ông có một thời gian dài sống tại đó và chúng tôi có thời giờ để cầu nguyện với nhau rất là nhiều. And we decided, no, we need a Korean pastor who has about 10 years experience as a missionary somewhere in WEC. Nhưng mà rồi chúng tôi quyết định là không, chúng tôi cần một mục sư người Hàn Quốc là người đã có khoảng 10 năm kinh nghiệm làm giáo sĩ ở một nơi nào đó trên thế giới. So after 10 years, we eventually talked to Jungkook. Cho nên sau 10 năm thì chúng tôi bắt đầu nói chuyện với Jungkook. And of course, they didn't want to leave Africa. Và dĩ nhiên họ không muốn rời châu Phi lúc bấy giờ. Wonderful missionaries to Africa. Họ muốn ở lại châu Phi để làm giáo sĩ. Bởi vì họ là những giáo sĩ rất là tuyệt vời ở tại đó. But eventually they were obedient. Nhưng mà cuối cùng thì họ cũng đã vâng lời. And the Lord used them, Jungkook and his wife, in a wonderful way. Và rồi Chúa đã sử dụng mục sư Jungkook và vợ của ông một cách rất là tuyệt vời. It was God's time for this work in Korea. Đó là thời điểm của Chúa cho cái công việc này ở tại Hàn Quốc. And the Lord blessed in a wonderful way. Và Chúa đã hành động một cách rất là tuyệt vời. There are so many Korean missionaries all over the world. Và thông qua đó mà có rất nhiều giáo sĩ đã được sai phái đến nhiều nơi trên thế giới. So God uses individuals. He uses individuals. Yeah, Chúa có thể dùng những cá nhân. He gives gifts and empowers the people and they are blessed. Chúa dùng những cái trang bị, những cái ân tứ và rồi để cho chúng ta có thể chúc phước cho những người khác. Yeah, there's one question. Let me read it first. Có người tin rằng Chúa kêu gọi họ làm giáo sĩ cho nên đã ra đi truyền giáo mà chưa có được sự kết nối, yểm trợ của một cơ quan truyền giáo nào. Họ ra đi trước rồi đến khi gặp khó khăn mới tìm cách kết nối với một cơ quan truyền giáo. Như vậy có phải là điều nên làm hay không? There is one question raised by one pastor. He asks, there are some people who want to go as a missionary and they decided to go to the field without being connected or supported
by any mission agency. Then they found, until they encounter many difficulties in the field, they try to connect with a mission agency. The question is that the wise way to do? Is that the way that we should do? To connect to a mission agency, you mean? Yeah. I think his question is, should we connect with a mission agency before we leave our country to be in the field, yeah, or until we found ourselves in difficult situation and we connect, yeah, with them? Yeah. There are, of course, different ways of working as a missionary. Dĩ nhiên là có nhiều cách khác nhau để hầu việc Chúa như là một giáo sĩ. Because it is not defined or described in the Bible how it should be done. Bởi vì trong Kinh Thánh không có chỗ nào mô tả là làm giáo sĩ là phải làm như thế nào. There have been missionaries being called and they went without support and without a mission society to the fields. Có những người thực tế là họ đã ra đi mà không được sự kết nối hay là hỗ trợ của những cái hiệp hội truyền giáo ở trên cánh đồng. That is of course possible. Và dĩ nhiên điều đó là khả thi. But often if I go alone without any team and without any structure, I face many difficulties alone. Nhưng mà thông thường là nếu mà tôi ra đi một mình á, mà không có sự kết nối một cái đội hay là một cái cơ cấu đó, thì tôi sẽ phải đối diện với những cái khó khăn ở trên cánh đồng truyền giáo một mình mà thôi. Particularly if I go into a situation where there is no other churches, where there are no Christians. Đặc biệt là khi tôi đến hầu việc Chúa tại một nơi mà không có hội thánh, không có tín đồ nào hết. Where I'm alone. Khi mà tôi chỉ có một mình ở tại đó thôi. And I don't know the language. Và tôi không biết tiếng địa phương ở tại đó. I don't know the culture of the people. Tôi cũng không biết cái văn hóa của người địa phương. So it's very difficult. Thì điều đó cực kỳ khó khăn. Paul didn't have that problem because he lived in a Hellenistic situation where he could use Greek language all over the world, all over the Mediterranean. Ông Phaolô thì không phải đối diện với những cái vấn đề này bởi vì ông gọi là sống ở trong cái thế giới người Do Thái nói tiếng Hy Lạp, cho nên ông có thể sử dụng tiếng Hy Lạp ở khắp nơi trên thế giới. So it's much easier to go together with a mission society. Cho nên sẽ dễ dàng hơn nếu như mình ra đi cùng với một cái cơ quan truyền giáo hay là một hiệp hội truyền giáo nào đó. To work in a team. Làm việc cùng một nhóm với họ. To have others in the place who can give me advice, who can help. Có những người cùng với mình làm việc trên cánh đồng đó để cho mình những cái lời khuyên hay là những sự hỗ trợ. Because also the care of missionaries is an important subject. Bởi vì cái việc chăm sóc các giáo sĩ trên cánh đồng truyền giáo là một cái chủ đề rất quan trọng. Also missionaries are people with needs. Và thực ra giáo sĩ cũng chỉ là những con người với những cái nhu cầu của họ. Who can get sick, who might have mental problems, spiritual problems. Họ có thể bị bệnh, có thể có những cái vấn đề về tâm lý hay là những cái vấn đề về thuộc linh. So it's much easier to go together with others and to work in a team. Việc đi cùng với những người khác nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Yeah, thank you. On additionally, that kind of this couple, Nyad, I think they need to join the mission agency on the field. It's not too late. We won't really encourage them to contact mission agency and work together with the mission agency. Yeah. Mục sư Du ông nói rằng nhưng mà đối với trường hợp mà một người mà đã đi ra rồi mà không có sự kết nối mà bây giờ gặp khó khăn trên cánh đồng đó thì cũng không quá trễ để họ kết nối với một tổ chức truyền giáo nào đó và cùng làm việc chung với nhau. There's one more question.
written in the chat box. I think mobilization for mission is about firstly reaping the reapers for the harvest before they are willing and ready to go and reap the harvest. What is the hardest thing you have faced in this part and what you have done to resolve it? Tôi dịch ra tiếng Việt. Tôi nghĩ rằng huy động cho truyền giáo trước tiên là phải gặt những cái con gặt cho mùa gặt trước khi họ sẵn sàng và sẵn lòng và sẵn sàng để ra đi và bước vào trong cái mùa gặt. Thì đâu là cái điều khó khăn nhất mà mục sư đã từng đối diện trong cái phần này và mục sư đã làm gì để giải quyết nó? Personally, I found the hardest situation when I came into a situation which seemed to be so closed and where there was no door, no escape. I didn't know what to do. And to find people there who prayed with me, who helped me in the situation, and who helped me to find God's way in that situation. Tôi đã đối diện với một cái điều khó khăn nhất. Tôi đối diện là một cái tình huống nó cũng gần giống như vậy. Khi mà tôi rơi vào trong cái cảnh là tôi không biết phải làm cái gì. Cho nên lúc đó thì tôi đã ngồi lại với một số người và cầu nguyện để xin Chúa chỉ cho tôi biết cách để tôi có thể giải quyết cái vấn đề đó. It's very difficult to be landed in a situation where you don't know what is going on around you, you don't know what to do, you don't understand the situation, and to be alone in that situation is very difficult. Rất là khó khăn khi mà mình phải rơi vào cái cảnh là mình không biết những cái gì đang diễn ra xung quanh mình không biết phải làm gì, và một mình phải xoay sở với những cái vấn đề đó. Yeah. And yeah, let me add some of the points too. Yes. And the recruiting the harvest workers difficulties is that obviously it's a Western country. We don't have many new workers joining into a mission. Một cái ông muốn nói là cái câu hỏi mà tuyển mộ giáo sĩ đó thì thực ra ở phương Tây đó thì ngày hôm nay không có nhiều giáo sĩ để tuyển mộ. But they are widely open to the non-Western mission countries like Africa or Southeast or South Asian countries. There are quite large numbers of missionary candidates, but the most difficult part, they are just keep calculating, estimating if they are able to cope with the financially. So yesterday, that's why I emphasized that part. Finance, matter of finance is a second or third matter. The Lord is the provider. So important thing, as even Dieter shared about, and we need a clear calling from the Lord. If we know that calling, then other things are all secondary, will following us. So that's why having a clear vision and calling is important. Don't estimate, don't calculate materials or money, financial support first. Then that is a current challenge that from the main world, like Africans or Asian or Latin American new workers. Yeah. Tôi xin dịch lại cái câu trả lời của ông. Đó là ngày hôm nay thì tuyển mộ giáo sĩ phương Tây thì rất khó. Không có nhiều ứng viên giáo sĩ, nhưng có một cái lực lượng ứng viên giáo sĩ rất lớn đến từ châu Phi và châu Á, nhất là những nước Đông Nam Á. Tuy nhiên cái khó khăn lớn nhất trong việc tuyển mộ những giáo sĩ tại châu Phi và châu Á đó là cái tư tưởng của những người lãnh đạo hội thánh ở tại đây khi họ nghĩ tới việc là phải đối diện với cái vấn đề tài chính như thế nào. Cho nên ngày hôm qua đó là lý do mà tôi đã nhấn mạnh về cái vấn đề tài chính và truyền giáo. Và tôi đã nói rằng tài chính nó chỉ là vấn đề thứ hai thôi, chứ nó không phải là cái ưu tiên hàng đầu. Cái ưu tiên hàng đầu nó phải là một sự kêu gọi rõ ràng của Chúa dành cho chúng ta.
một khải tượng rõ ràng của Chúa dành cho đời sống của chúng ta. Cho nên sáng hôm nay mục sư Dieter một lần nữa đã nói rằng Chúa chính là đấng cung ứng cho chúng ta, và chúng ta cần phải biết rõ về cái sự kêu gọi của mình. Và khi chúng ta biết rõ sự kêu gọi của mình với cái lòng tin rằng Chúa là đấng cung ứng đó, thì cái chuyện tài chính, những cái vấn đề khác, nó là cái thứ yếu, nó là cái thứ hai, chứ nó không phải là ưu tiên số một. Cho nên chúng ta đừng có tính toán quá nhiều về cái vấn đề kinh phí, chi phí, sai phá như thế nào, mà hãy xác định là cái sự kêu gọi của Chúa là gì và cái khải tượng mà Chúa trao cho là gì. That's why work like mission like work. We have a strong point, attractive point that those churches and those people, they can join. We call faith mission, you know, even though we didn't have sufficient support, but trusting the Lord and we can step into mission, that work, we don't even calculate how much money you have secured. If you have a clear calling, let's move together. That is what we call work faith mission. So really, work is a good mission for you to work with. Cho nên một trong những cái điểm mạnh của WEC là chúng tôi bám lấy cái nguyên tắc đó, và chúng tôi gọi đó là truyền giáo bằng đức tin. Ở WEC thì chúng tôi không có hỏi, cũng không có tính toán là bây giờ là anh đã để dành được bao nhiêu tiền, có được bao nhiêu cái quỹ để cho đi truyền giáo rồi, mà tin rằng khi bước vào trong cái đồng truyền giáo thì bất kể là mình có bao nhiêu đi nữa thì Đức Chúa Trời cũng sẽ cung ứng cho bằng cách này cách kia. Cho nên đó là lý do mà có rất nhiều người vẫn đang bước vào trong cái đồng truyền giáo thông qua hội truyền giáo WEC. Cho nên tôi hy vọng, tôi tin rằng WEC là một tổ chức truyền giáo tốt để quý vị có thể hợp tác với chúng tôi. So we have one example here, one lady who is in this screen working in Ho Chi Minh. She's from northeast India. When she joined, when she came to the Vietnam, she had already around $300 a month. There was her support, but she came to Ho Chi Minh with that money, and she's working very well with our team there. Có một cái ví dụ sống động là một người đang ngồi ở trong phòng hội thảo này. Cô ta đến từ Đông Bắc Ấn Độ và đang làm việc ở tại Việt Nam. Và khi cô ta đến ở tại Việt Nam thì lúc bấy giờ cô ta chỉ có được hỗ trợ là $300 một tháng, và hoàn toàn với số tiền đó không thể nào sống đủ ở tại Việt Nam. Nhưng mà cô ta vẫn đi với số tiền đó. Và bây giờ thì sau mấy năm cô ta vẫn sống và hầu việc Chúa rất là tốt với team của chúng tôi, với nhóm của chúng tôi ở tại Việt Nam. Esther, can you raise your hand? She's from India. She's the Delhi University graduate, and she's a very intelligent young lady, and she's teaching English and other things in Ho Chi Minh City at the moment. Yeah. Đây là một cô gái trẻ rất là xinh đẹp và rất là thông minh. Phục vụ Chúa rất là giỏi tiếng Anh và dạy tiếng Anh rất là tốt, đang làm việc với team ở tại Ho Chi Minh. Tôi có một vài người đã giơ tay, xin được phép mời quý vị. Trước tôi thấy mục sư Bùi Lê Văn Đức là người đưa tay trước, xin mời mục sư Đức có câu hỏi ạ. Xin mời mục sư mở micro và có thể đặt câu hỏi cho. One master working in Malaysia want to ask a question. Ở Malaysia làm giáo sĩ độc lập. Anh em biết là về tài chính, hiện nay chúng tôi không có liên kết với một cái giáo hội nào hết, hay là cái hội truyền giáo nào hết. Chúa đã nuôi dưỡng chúng tôi một cách rất đặc biệt. Khi mà tôi qua Malaysia, không có một người nào mà cũng không tín đồ nào hết. Nhưng mà số lượng mà cái người tín đồ đó, khi mà chúng tôi mở mang đó, thì họ đến rất dồn dập. Đến nỗi là có những lúc chúng tôi mở 10 hội thánh mà mỗi tuần lễ chúng ta phải thăm viếng anh em 10 hội thánh, tức là Chủ nhật chúng tôi nhóm 4 suất, rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, tất cả tôi đều có buổi nhóm hết. Thì Chúa là đấng chu cấp cho tôi những hội thánh địa phương đó. Khi mà tôi mở hội thánh đó, thì anh em nuôi tôi, tại vì tới 10 hội thánh thôi. Hội thánh thì nào muốn nuôi tôi thì họ giúp đỡ cho, thì họ giúp đỡ.
không thì tôi không cần không nói gì hết. Và cái những cái khó khăn á, như là cái visa rồi bệnh tật, ăn uống, đi lại ở nước ngoài, anh em biết là phải có phương tiện xe, nhưng mà Chúa đã lo cho chúng ta hết. Chúng ta chỉ có cái nhiệm vụ là đi giảng, đi dạy, đi thăm viếng. Còn cái những nhiệm vụ đó là Chúa lo hết. Thật là tuyệt vời. Ơn Chúa cho chúng ta, tôi thấy là Chúa đã làm những việc lớn. Có những lúc mà tôi nghĩ là có những giai đoạn tôi nghĩ là không có sẽ tiếp tục được. Nhưng mà rồi Chúa ban ơn cho. Sao? Ví dụ như là cái visa của tôi phải ở là một tháng ra, một tháng vô, mà hai năm như vậy. Nhưng mà rồi Chúa lại làm việc đặc biệt. Hội thánh địa phương họ lo cho tôi. Bây giờ tôi phải có một cái visa, và thế là họ đi lo để tôi có visa được ở 10 năm. Được ở 10 năm bên đây. Và có những cái khó khăn, có lúc là cái mục vụ chúng tôi đó sắp là đóng cửa, bởi vì có những cái người họ muốn chen vào. Mà khi mà quan hệ đó, thì tôi là không biết tiếng Anh, họ thì không biết tiếng Việt, nói nhau không có hiểu nhau. Nhưng mà rồi tôi chỉ biết cầu nguyện với Chúa thôi. Thế là Chúa lại dàn xếp, thu xếp tất cả mọi việc đều ổn thỏa. Mà ổn thỏa như vậy, sao có ổn thỏa đó thì chúng tôi lại là lớn lên, mạnh lên. Và thưa anh em, tôi muốn làm chứng lại với anh em đó, để chúng ta biết rằng đi truyền giáo đó là mình đi bởi đức tin. Như là các giáo sư đã nói, mình bởi đức tin của mình đi truyền giáo, rồi những việc khác đó thì Chúa sẽ lo toan cho mình. Và kỳ diệu một điều là 17 năm nay tôi đã sống bằng đức tin. Chúa vẫn nuôi tôi, không có đói ngày nào hết. Thật là Chúa là tuyệt diệu. Xin cảm ơn mục sư. It's like it's not a question, but it's like a testimony about his calling and work among the Vietnamese diaspora in Malaysia for over almost 20 years. He came to Malaysia to respond to God's calling as an independent missionary. He has, in terms of financial, he had no support from any mission society or any churches. But for when he came to Malaysia at that time, there is no Vietnamese Christian at all in Malaysia. But he started to evangelize, and finally, by God's grace, he could establish 10 Vietnamese local churches in Malaysia. And this church, they started to support his ministry. And he witnessed to us many blessings that God has given to him when he had to go through many difficulties regarding to the visa issue, traveling, or sickness in the field. But God take care of all these things. And his main point is, when God calls us to go as a missionary, just go by faith. At Pastor Yu Bill Cook and Dieter mentioned, we just go by faith. Our priority is to go preach the gospel, teaching people and taking care of the God's people, and God will do the rest. That is the summary of what he shared with us this morning. Yeah, xin cảm ơn mục sư. Yeah, Chúa ban phước cho mục sư và tiếp tục và làm những việc lớn ở trên và qua mục sư. Xin mời mục sư Hiền ạ. Dạ, cảm ơn thầy Nhật. Dạ, trước tiên thì tôi cảm ơn các thầy, các cô trong buổi truyền giáo qua đã cung cấp những cái công cụ cũng như những cái kiến thức từ trong Kinh Thánh, những điều từ trong lòng của Đức Chúa Trời cho tất cả chúng ta trong những ngày vừa rồi. Tôi cũng muốn bình luận thêm, đó là tôi thấy về bản thân tôi muốn làm chứng là Chúa là thành tín. Năm 2006 thì tôi được Chúa kêu gọi đi ra để truyền giáo, để mở mang hội thánh. Cho nên tôi tin cái việc truyền giáo và trang bày nó có cái sự
liên hệ mật thiết với nhau, truyền giáo rồi thì người ta tin Chúa xong thì mình mở hội thánh rồi mình lại trang bày rồi mình tiếp tục đi ra làm chứng. Và cái điều như tôi amen với những điều của các thầy đó là cái sự kêu gọi nó vô cùng quan trọng, biết cái sự kêu gọi vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu mà mình biết sự kêu gọi, mình cứ lủng tủng ở trong những cái điều đó. Và mấy ngày hôm nay thì tôi rất là muốn bình luận cái điều đó, bởi vì tôi thấy tức là nhiều câu hỏi đặt ra mình quan tâm tới vấn đề phải trang bị kiến thức hay là cái sự cung ứng như thế nào để cho nó đảm bảo khi ra đi truyền giáo. Nhưng mà cái sự kêu gọi vô cùng quan trọng. Khi mà kêu gọi bước vào, tôi là cái người đang hầu việc Chúa tại thành phố Huế. Từ năm 2006 giờ đó quá nhiều sự khó khăn nhưng mà cũng quá nhiều phước hạnh. Và bây giờ có hội thánh của Chúa, cũng có những cái người đi ra hầu việc Chúa nữa. Cho nên cảm ơn Chúa là thành tín. Và tôi nhớ mấy lần đi Mỹ thì tôi bị cám dỗ phải ở lại bên đó kiếm tiền. Nhưng mà hoặc là hầu hết những anh em Việt Nam là bây giờ mục sư ơi, mục sư làm đơn để mà xin định cư ở Mỹ, bởi vì mục sư đã trải qua 4 năm tù tội rồi, bây giờ mục sư chỉ cần viết một cái đơn xin ở lại Mỹ thì chắc chắn được ngay liền thôi. Nhưng mà bởi vì cái sự kêu gọi của Chúa, phục vụ Chúa ở đây nó lớn hơn là tìm một cái nơi tốt hơn để sống, cho nên tôi phải quay về. Mỗi lần như vậy, đúng cái thời điểm mà hết công việc thì tôi quay về, chứ không có ở lại kiếm tiền để bỏ vào tài khoản cho con học hành vân vân. Thì có một lần đó, có một cái buổi đám tang thì tôi gặp một cái anh đó, anh là con của mục sư, và anh nói, mục sư Hiền biết không là tôi dự rất là nhiều cái lớp học, rất là nhiều khóa truyền giáo, nhưng mà bây giờ tôi không thể đi được. Bởi vì đó, làm sao mình có thể đi truyền giáo mà nếu con mình không có tiền nào học phí, vợ mình gầm gừ rồi nói những cái lời trên đầu trên cổ mình, làm sao mình đi truyền giáo được. Thì tôi nói nếu mà mình sợ những cái điều đó đó thì không thể đi truyền giáo được. Thì đó, bởi vì nó luôn luôn có những cái sự thách thức, và ân huệ của Chúa thì lớn hơn thử thách, lớn hơn những cái giá mà mình trả. Cho nên xin cảm ơn mục sư Hiền. Về lời chứng của mục sư. Again he want to testify about the goodness, the faithfulness of God to those who he's called for the missionary work. And he already experienced such a faithfulness and goodness of God since he stepped into the mission church planting in the year of 2006. And the main point he want to share with us is the calling of God, as you said this morning, is very, very important. If we know for sure what is God's calling and where he called us to be, then he will, we will, you know, have a confidence to cope with any difficult situation. He also testified, you know, there's a time that he went to U.S. For the visits, and many people in U.S. asked him to remain staying in U.S. But he know that God called him to be in Vietnam, so he decided not to be there. So that is what he shared. Xin cảm ơn mục sư. Có một người, tôi thấy có một câu hỏi, một người đưa tay, không biết là thầy Hòa, không biết là thầy còn ở đây không ạ? Xin mời mục sư hay là thầy, tôi không biết, nhưng mà tôi xin mời ạ. Xin thôi, Bùi Ngọc Hòa, đang học việc Chúa ở Quảng Nam, công tác đối với mục sư Trần Xuân Mạc. Cảm ơn Chúa. Tôi xin hỏi với mục sư này, thì chúng ta học với cái sứ mạng là chúng ta truyền đi truyền giảng mở mang hội thánh và là huy động truyền giáo. Ngày hôm nay thì chúng ta biết là sứ mạng của Đức Chúa Trời và sự kêu gọi của chúng ta. Thì tôi hỏi mục sư điều này. Tôi có một nhóm người, nhóm tín hữu, rồi mà đại diện cho ba nhóm tín hữu đó điện thoại nói với tôi rằng ở đây có nhiều người tin Chúa mà không có người chăn, thì lòng tôi cũng ao ước muốn đến. Rồi thì ở trong chúng tôi thì chúng tôi học khi sáng nay thì chúng tôi có thắc mắc.
Xin lỗi, tôi không còn nghe mục sư nói nữa. Dạ. Sao vậy? Dạ, mục sư nói lại đi ạ. Dạ, vì không biết có vấn đề gì với phía mục sư á. Ý là tôi có một cái sự kêu gọi. Vâng, vâng. Đại diện cái nhóm tín hữu này gọi điện cho mục sư, rồi mục sư muốn chăm sóc họ như thế nào nữa, mục sư nói tiếp. Xin lỗi mục sư vì không nghe được, cho nên có lẽ mục sư nhắn tin giúp cho qua cái chat này nha. Bởi vì là có vấn đề gì về phía cái loa của mục sư á mà không nghe được nữa. Xin lỗi mục sư. Dạ. Có câu hỏi nào khác không ạ? Xin mời quý vị. Chúng ta đây đặt câu hỏi ngắn gọn thôi thưa quý vị, bởi vì không có nhiều thời gian. Cho nên quý vị đi thẳng vào trọng tâm vấn đề của câu hỏi mình cần hỏi. Dạ, xin mời thầy Hưng ạ. Dạ, xin hội thánh và cả cây quý đệ tử Chúa chương trình cầu nguyện cho tôi đang chăm sóc về là truyền giáo cho người dân tộc Vân Kiều ở Khai Sơn Quảng Trị. Xin hội thánh cho. Cảm ơn mục sư. Dạ, mục sư có câu hỏi gì không ạ? Dạ không ạ. Dạ, ok. Dạ, cảm ơn mục sư nhé. Cảm ơn thầy. Dạ, có một cái câu hỏi mà tôi mới vừa thấy từ một người tên là Nguyên. Tôi không biết là cô có thể cho mọi người biết cô đang ở đâu không ạ? Để mọi người có thể biết Nguyên hay là... Dạ, tôi thấy một câu hỏi gửi ở trên chat box mà tôi không biết là của người nào ở trong này. Xin có thể lên tiếng được không ạ? Một câu hỏi bằng tiếng Anh. Dạ, nếu vậy thì tôi sẽ ưu tiên cho cái người đang giơ tay ở đây trước. Cô Quyên. Dạ, xin mời cô Quyên mở màn hình và có thể đặt câu hỏi. Dạ, chào quý đệ tới Chúa. Cùng hãy thảy quý thầy cô ạ. Tôi muốn có một câu hỏi đó là cái điều mà băn khoăn lớn nhất của tôi khi mà đi làm trong cái đồng truyền giáo, làm sao chúng ta biến đổi được cộng đồng, và chúng ta có những công tác nào để mà vì thời gian này tôi hay xem YouTube ở Angola, tôi thấy là khi mà người Angola hiện tại có những người Việt Nam họ không phải là người tin Chúa, nhưng họ tại Angola họ tới đó và họ biến đổi cộng đồng rất là tốt. Và có một câu nói của người Angola làm tôi được đánh động, đó là người phương Tây tới cho tôi kinh thánh, người Trung Quốc tới để cướp tài nguyên của chúng tôi, nhưng mà người Việt Nam tới thì giúp chúng tôi có cuộc sống. Thì điều mà tôi thắc mắc là làm sao chúng ta là một người truyền giáo, chúng ta vừa đem phúc âm mà vừa biến đổi cộng đồng. Thì hiện tại thì mình có những cái mô hình nào, hoặc là có những tư vấn, hoặc là cái phương pháp nào trong cái phương cách truyền giáo của mình vừa đem phúc âm mà vừa biến đổi cộng đồng. Xin lỗi, là muốn xác nhận lại là cái việc mà người Việt Nam ở tại Angola là người họ giúp cho cái người ở tại đó có dạ, có thể lên biến đổi cộng đồng đúng không? Dạ đúng rồi. Okay. Có một team châu Phi, gọi là cái mình lên YouTube mình sợ là team châu Phi, thì họ mình sẽ lên thấy là toàn những người trẻ Việt Nam thôi, họ xin chinh 92 93 chứ mày. Nhưng mà tới đó họ làm việc và họ giúp đỡ người dân ở tại nơi đó. Ok. Dạ. Her question is how can we bring the gospel to a community, and together with the transformation of that community, how we can both preach the gospel and do something to transform the community? She recently watched a video clip on YouTube about Angola in Africa. And in that YouTube video clip, there is a group of young people from Vietnam. They are not Christian, but they come to Angola and they serve the community. They did a lot of good work in Angola, and you know, have been to bring the transformation to the community. And then the local people there, they testify that the Westerner come here to give us the Bible. The Chinese come here to rob from us, and the Vietnamese people come here to give us our life. So that's why she asked, how can we can the same time preach the gospel and, you know, transform the community?
When I went to Indonesia, I taught for a number of years together with a team of other people, village pastors, how they could initiate rural transformation, rural development. So we shared concepts with the pastors. Khi tôi đến tại Indonesia làm việc tại đó thì tôi dạy chung với một số người mục sư là những người địa phương. Chúng tôi cũng chia sẻ với họ những cái khái niệm về cái vấn đề biến đổi cộng đồng. So we gave them concepts how to improve nutrition, how to improve the environment, make safe life, how to care for the children, the under fives, and so on, and how to develop their farming methodology. So there are different ways of helping a community, particularly in village communities, how to improve their lives. Yeah, khi tôi làm việc với những mục sư đến từ những cái làng khác nhau đó thì chúng tôi chia sẻ với họ những cái khái niệm để mà giúp cho họ có thêm ý tưởng về việc phát triển cộng đồng và biến đổi cộng đồng, chẳng hạn như là làm thế nào để cải thiện cái chất lượng dinh dưỡng ở trong người dân, làm thế nào để cải thiện môi trường sống để có thể làm cho cái cuộc sống nó được trở nên an ninh hơn, làm thế nào để có thể cải thiện việc chăm sóc những trẻ em ở dưới 5 tuổi, hay là phát triển những cái phương pháp làm nông nghiệp hiệu quả hơn, vân vân. Có rất nhiều cách như vậy. We didn't teach the pastors to do all this, but to initiate, to encourage, to be open to rural transformation. Chúng tôi không dạy cho họ cái cách họ phải làm gì cụ thể để làm cái điều này, nhưng mà chúng tôi hướng dẫn họ để họ là những người khởi xướng cái việc mà thực hiện những cái công tác này để có thể đem đến những cái sự biến đổi ở trong những cái cộng đồng ở vùng nông thôn nơi họ sống. So it's important to see the situation of the people we are serving and to see what they need. Cho nên cái điều quan trọng là làm sao để mình có thể nhận ra được cái nhu cầu của cái người dân nơi mình đang phục vụ đó, họ có cái nhu cầu gì quan trọng nhất. Development must be done with the people. They must discuss what is needed, what they want. Nên cái sự phát triển nó phải được thực hiện với con người, có nghĩa là họ phải là những người thảo luận với mình để xem thử là họ cần cái gì, họ muốn cái gì. It's not us from the outside to tell people what to do, but to discuss it together with them and to find ways to help them. Cho nên không phải là cái người bên ngoài tới là chỉ cho cái người bên trong biết là phải làm cái gì, nhưng mà cần người bên ngoài cần phải ngồi lại thảo luận với cái người bên trong cộng đồng đó để biết họ cần cái gì và cùng nhau tìm cái cách để mà có thể đáp ứng cái nhu cầu đó. In some countries it might be the issue of water, there is no water. Ở một số nơi thì có thể đó là vấn đề nước sạch, không có nước sạch để uống. So it's a matter of helping the village together to find a way out. Thế thì bây giờ làm sao để mà tập hợp cộng đồng lại để tìm cho họ với cách nào để họ có thể có nước sạch để uống? Often we can present ideas and maybe helping organize it. Cho nên thông thường thì những là những người truyền giáo là chúng ta cung cấp cho họ những cái ý tưởng và rồi giúp đỡ họ cách tổ chức những cái thực hiện những cái ý tưởng đó. So we see the needs of the people we serve and help where we can. Chúng ta nhìn thấy cái nhu cầu tìm hiểu cái nhu cầu của những người mà chúng ta đang phục vụ và giúp đỡ họ để họ đáp ứng cái nhu cầu đó. Thank you. Dạ, tôi thấy có một cánh tay giơ lên của thầy Hà Lan, thầy Thảo Sa. Xin mời thầy giới thiệu một tí về mình và có thể đặt câu hỏi ạ. Trước tiên tôi cảm ơn Chúa. Tôi là một sư A Sa, dân tộc Hà Lan, ở phía Bắc tỉnh Kon Tum, người sắc tộc. Sắc tộc Hà Lan. Ở gần biên giới Việt Nam Lào.
Tôi rất là vinh dự sáng nay được nghe giáo sĩ truyền đạt về công việc lịch sử cứu chuộc và sự kêu gọi của Chúa để mình rao truyền công việc nhà Ngài. Thế qua cái đại trà cũng không nói gì, đã xin hỏi ví dụ mình một người đi truyền giáo ví dụ giống xa năm 2020 đã đi truyền giáo ở bên bên Lào đó, thì trước khi mình đi tới cái vùng mà mình chưa biết con người, chưa quen một người nào đó, thì cái cách nào để mình truyền giáo để hiệu quả cho cái chỗ mà mình đến đó? Tức là một câu hỏi của sư là nếu mình tới một cái nơi để truyền giáo mà mình chưa có quen biết ai ở tại đó, thì đâu là cái cách để hiệu quả để mình truyền giáo, có phải không ạ? So he's a pastor from a Halan tribe in a Kontum province, and he's living and serving a church which is in the bordering area between Vietnam and Laos. And his question is, if we want to come to a place where we have where we know no one, nobody there, to preach the gospel, what should be the most effective way to start doing the evangelism work in that area? I mean, the first step is always to get in touch with people. And if we see Acts, Paul comes to a new city, he goes to a place where he can meet people. So if it is your situation coming to a place where you don't know anyone, the first step is to establish, you live there, you get in touch with people, and you find openings to share life, to share your life with them and to share the gospel. I mean, it depends really on the local situation and the people. If you know culture and language, then certainly, even if you don't anyone before, it is able, you are able to be able to talk to people, to share with people. Nếu mà tôi quý vị đến một cái nơi mà để truyền giáo mà nơi đó mình không hề biết ai hết đó, thì tôi nghĩ là việc đầu tiên mình cần làm đó là mình cần phải tiếp xúc, làm quen, xây dựng mối quan hệ và bắt đầu là tìm những cái cánh cửa mở để có thể chia sẻ cuộc đời của mình đối với những người bản xứ trước. Ví dụ như ông Phaolô, khi ông đến những cái thành phố khác thì ông thường tìm đến những cái chỗ mà ông có thể gặp gỡ những người ta và ông trò chuyện, ông làm quen với họ, rồi dẫn đến những cái cơ hội có thể chia sẻ phúc âm. Cho nên nếu mình đến ở tại nơi đó mà mình biết văn hóa, biết ngôn ngữ nữa đó, thì lúc đó nó còn sẽ dễ dàng hơn cho mình trong vấn đề mình chia sẻ phúc âm của Chúa. I can give you one example. Tôi cho thầy một ví dụ. When I lived in a town in Sumatra years ago, I was beside a Polish Catholic priest, the only Westerners in that city. Khi tôi sống ở tại Sumatra nhiều năm về trước, thì tôi sống gần một cái ông linh mục Công giáo người Ba Lan. Đó là cái người nước ngoài duy nhất cùng với tôi sống ở tại khu vực đó. And one day I met an Indonesian government official. Một ngày kia thì tôi gặp một cái quan chức chính quyền người Indo. And he asked me whether I could teach him English. Và ông hỏi tôi liệu tôi có thể dạy tiếng Anh cho ông được không? So he brought other 4, 5, 6 other government officials and we spoke English. Và rồi ông cũng dẫn theo 5, 6 người quan chức chính quyền khác và rồi chúng tôi cùng nói tiếng Anh với nhau. So I used stories from the Bible to teach them. Và tôi đã sử dụng những câu chuyện ở trong Kinh Thánh để dạy tiếng Anh cho họ. They were all Muslims. Tất cả những người này đều là người Hồi giáo. But in the Quran there are plenty of stories about Old Testament figures. Nhưng mà trong Kinh Quran của người Hồi giáo thì có rất nhiều những câu chuyện về những nhân vật ở trong Kinh Thánh Cựu Ước.
So I used Old Testament stories to teach them. Và tôi đã sử dụng những cái câu chuyện ở trong Cựu Ước để dạy họ. So we talked about faith. Chúng tôi nói về đức tin. So there are plenty of ways of getting in touch with people. Cho nên có rất nhiều cách để chúng ta có thể tiếp xúc với người khác. Thank you. Yeah, cảm ơn mục sư Sa. Và bây giờ tôi thấy có một câu hỏi ở đây. Xin thêm tôi quay. Một câu nữa. Thêm một câu nữa. Dạ. Yeah. Chúng ta thế hết giờ rồi cho nên xin thầy vui lòng mà đợi cho cái câu hỏi này rồi mình sẽ trả lời lại nếu còn thời gian cho câu hỏi của thầy nhé. Dạ. Yeah. Có được không được hỏi nữa hả? Dạ. Yeah. Dạ, yeah, thầy nhường cho cái câu hỏi này trước nha, vì mình không còn nhiều giờ. Okay, there's one question on the chat box. Is that lack of faith when joining the mission with a lot of questions left in mind? What you have done to deal with the discouragement in the mission field and in sending missionary? Câu hỏi là việc mình tham gia vào công tác truyền giáo mà còn có nhiều cái thắc mắc ở trong đầu á, thì có phải là thiếu đức tin không? Và mục sư đã làm gì để giải quyết cái vấn đề nản lòng trong cánh đồng truyền giáo và trong việc sai phái giáo sĩ? I mean, if you have many questions, look for people who can answer the questions. Nếu mà quý vị có quá nhiều những cái thắc mắc ở trong đầu của mình, có quá nhiều câu hỏi, thì hãy tìm những người mà có thể giúp mình trả lời những câu hỏi đó. But we all who have moved from a secure place to a new place know there are questions left we can't solve before we go. Nhưng mà sorry, I could not get the later part. Yeah, if we move from home, yes, a country where we know culture and situations, and we feel safe. And if we then move to another country, okay, there will always be questions we don't know the answer in beforehand. Yeah. We have to step out in faith and step by step solve the issues we need to face and to solve and find answers to the questions. Yeah. Ông mục sư nói rằng nếu mà mình đi rời khỏi nhà của mình để đến với một nơi mà mình đã biết về văn hóa, đã biết về ngôn ngữ thì mình cảm thấy an tâm hơn rất là nhiều. Nhưng nếu mình rời gia đình của mình để đến một nơi xa lạ, mình không biết văn hóa, không biết ngôn ngữ, thì cái việc là có nhiều câu hỏi nó xuất hiện trong đầu là điều chắc chắn phải xảy ra. Và khi nó có những câu hỏi như vậy thì chúng ta phải từng bước để tìm cái cách để giải quyết những cái thắc mắc đó. So it's not a lack of faith, it's just normal human life that I have feelings of apprehension or even some fear if I move into a new situation. Cho nên cái vấn đề mà có nhiều thắc mắc ở trong đầu khi mình ra đi truyền giáo nó không phải là vấn đề mà thiếu đức tin đâu, mà đó là cái cảm nhận bình thường tự nhiên của con người thôi. Có thể là mình có những cái mình cảm thấy chưa hiểu, và đôi khi mình có những cái nỗi sợ nó tồn tại ở trong tâm trí của mình, và đó là điều tự nhiên. When I first started to work as a medical doctor in Germany, I was the number 16 on a team of doctors and professors. Khi tôi làm công tác y khoa ở tại Đức đó, thì tôi là một tôi xếp hạng thứ 16 trong số những bác sĩ, những nhà khoa học làm công tác y khoa ở tại Đức. And I had plenty of questions how it would work out. I didn't know. Nhưng mà tôi vẫn có rất nhiều câu hỏi về cách mà mọi việc xảy ra, tôi không có câu trả lời. That's life. Và đó là cái đời sống mà, đó là cuộc đời. We have to move forward by God, with God and by faith. Cho nên chúng ta cần phải tiếp tục tiến tới với Chúa và bởi đức tin của mình nơi Chúa. Yeah. And the Lord is faithful. Và Chúa là đấng thành tín. Additionally, Tang Niat, even previous the pastor from Canton, yeah, and especially going into the new places like where there is no other believers, which means if there's no believers means
obviously there are strong oppositions are waiting for us. Quay trở lại với câu hỏi của một sư Sa ở tại hội Con Tum đó, thì thông thường nếu mình tới một cái nơi nào đó mà hoàn toàn chưa có ai tin Chúa hết, chưa có hội thánh, thì rõ ràng là những cái người mà chung quanh mình thường thường họ sẽ có những cái gì đó nó kháng cự lại với phúc âm, với đạo của Chúa. Even the sister Isabel, or you know, she was talking about Africa, and all of the whatever we do is also part of our kind of calling and the faith. Và giống như cô Quyên đã nói đó, thì ở tại châu Phi đó, thì tất cả những gì chúng ta làm nó là một phần của cái sự kêu gọi của mình. When we are talking about faith mission, not only limited to financial programs. Khi chúng ta nói, khi chúng tôi nói về cái truyền giáo bằng đức tin đó, nó không phải chỉ giới hạn lại ở trong cái chỗ là vật tài chính, tiền bạc thôi. The same way applicable as Jesus said, yes, we, if the Lord wants us to deliver this good news to the people where there is no preached before, then we need to have a confidence that Lord, He can transform people, He can change people's heart. So by having this kind of faith and then trusting in the Lord and move with Him, then there will be some kind of openness and the acceptance to the people on site. Cho nên khi nói rằng truyền giáo bằng đức tin mà áp dụng cho cái bối cảnh là mình đến một cái nơi nào đó mà chưa có ai tin Chúa hết để truyền giảng tin lành, thì mình cũng cần phải tin quyết là gì? Chúa sai phái chúng ta đến tại đó, thì Chúa sẽ hành động trong tấm lòng của những người địa phương, Chúa sẽ cảm hóa tấm lòng của họ, Chúa sẽ cho họ tiếp nhận phúc âm của Chúa thông qua chúng ta, để rồi họ sẽ được biết về Chúa và họ sẽ tin Chúa, cũng như có những người khác sẽ tin Chúa. Cho nên vấn đề quan trọng là chúng ta đi với đức tin, và đi trong đức tin và đi với Chúa để thực hiện cái công tác đó. I mean, as we understood, even in Vietnam there are so many areas where there is no believers at all. We as foreigners, we eager to go there, but practically we cannot approach to them. That's why the Vietnamese churches and individual believers, you need to have that kind of, you know, sense of God's calling. And then you can be, as what Dieter says, you need the obedience to His calling. Many people, I'm sure, Lord has spoken to you many times to go and reach, but still people are scared. Well, if we go there, there will be some kind of oppositions or, you know, persecutions. Yeah, but that's very obedient. I mean, the inevitable. Wherever gospel goes, firstly, it has to confront that way. But that time, go back to the Lord's calling. If the Lord wants to listen those people to the gospel, then let's go. Trust in the Lord, and He will open the way, and He will smooth the, you know, storm against the opposition. Then gospel, eventually gospel will go through their heart, then there will be transformation too. Yeah. Như tôi được biết thì ở tại Việt Nam của quý vị đây cũng có rất là nhiều nơi mà chưa có ai tin Chúa, chưa có hội thánh. Và tôi tin rằng bây giờ Chúa đang kêu gọi quý vị đến ở tại đó rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề ở đây là không phải là Chúa không kêu gọi, mà mình không có vâng lời Chúa để ra đi. Cho nên những cái nơi đó là những cái nơi mà người giáo sĩ nước ngoài như tôi dù rất là muốn đến để mà rao giảng tin lành thì cũng chịu, không thể nào tiếp cận được những nơi đó. Chỉ có những người Việt Nam của quý vị mới có thể tiếp cận dễ dàng mà thôi. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là Chúa kêu gọi mà mình không có chịu vâng lời để ra đi, bởi vì trong đầu mình còn nhiều cái nỗi sợ hãi, mình còn sợ bị bắt bớ, mình sợ bị khước từ, mình sợ bị chống đối vân vân. Tuy nhiên cái đức tin ở đây đó là gì? Nếu chúng ta vâng lời Chúa và đi trong đức tin đó, thì chúng ta tin rằng Chúa muốn cái dân tộc đó tin nhận Chúa, thuộc về Chúa, thì Chúa sẽ hành động một cách nào đó và Chúa sẽ san bằng tất cả những cái khó khăn để rồi tin lành của Chúa có thể được rao giảng và người ta có thể tin và nhận được sự cứu rỗi. Còn cái vấn đề chống đối, bắt bớ là chuyện không thể nào tránh khỏi. Trong suốt lịch sử hội thánh, bất cứ khi nào đi rao giảng tin lành ở những cánh đồng mới thì chắc chắn phải đối diện với những cái điều đó. Nhưng mà chuyện đó là chuyện mà Chúa sẽ lo. Khi mà Chúa kêu gọi mà mình đáp ứng với sự vâng lời thì Chúa sẽ giải quyết những điều đó. Đại ý là một sư nói như thế. Yeah.
Dạ, bây giờ chắc cũng trễ rồi, 12 giờ kém 10 rồi. Cho nên I think we should stop our session here because it's quite late comparing to our schedule. So, Jeff, you want to say something? Yes. Thank you for all your sharing your passions and your zeal for the God's mission, everyone. Yeah, xin cảm ơn quý vị vì đã tham dự và đã bày tỏ cái khao khát của mình ở trong cái chương trình hội thảo này. This is not the end, but we'll continue to have this kind of ministry in the future as we discuss with Nhat or any other people over there. Đây không phải là cái sự kết thúc, nhưng mà đây chúng tôi tin rằng trong tương lai chúng ta sẽ có thêm những cái cơ hội để mình cùng hầu việc Chúa chung với nhau, cùng trao đổi công việc Chúa chung với nhau. Chúng tôi sẽ bàn với những người làm việc của chúng tôi ở tại Việt Nam để có thể tiến hành những việc đó trong thời gian đến. So more specific topics like church planting and any other things that you needed, so we'll maybe rearrange it for next year. Những cái chủ đề cụ thể, chẳng hạn như điều quý vị quan tâm là cái cách để mở mang hội thánh, thì chúng tôi sẽ suy nghĩ và hy vọng là trong năm tới chúng ta sẽ có một cái hội thảo riêng chuyên về cái chủ đề đó. And I hope to have fellowship with you all face to face next year. Và tôi hy vọng rằng trong năm tới thì có thể không phải là hội thảo trực tuyến nữa, mà là sẽ có cơ hội được dự hội thảo trực tiếp với quý vị. And any other comments, Dieter? Do you want to tell the people the last? It was wonderful to meet with you folks in Vietnam and to learn something about the situation in Vietnam. I have never visited Vietnam. It would be wonderful. Maybe in my next life. But thank you so much for listening, and the Lord bless you in your ways, and I trust that the Lord will call many of you to serve him all over the world. Yeah. The Lord leads you. Yeah. Thật là tuyệt vời khi tôi có cơ hội được gặp gỡ và chia sẻ với quý vị, cũng như được biết thêm những cái thông tin về Việt Nam, về công việc Chúa tại Việt Nam thông qua quý vị. Tôi thì chưa bao giờ có cơ hội được đến tại Việt Nam trong cuộc đời của mình. Có lẽ trong đời sau thì tôi sẽ đến. Nhưng mà tôi tin rằng Chúa kêu gọi quý vị vào trong cái công việc Chúa, và Chúa sẽ ban phước cho quý vị để tiếp tục những cái công việc mà mình đang làm. Đức Chúa Trời rất là cần quý vị cho công tác của Ngài. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Do you want to say something else? Well, thank you, Dieter, for your contribution as a resource person. Cảm ơn Mục sư Dieter đã chia sẻ cái bài học buổi sáng hôm nay. Again, I really realized that as Dieter shared, it's a God's timing now. The Vietnamese church, you need to take step forward to join into World Mission Movement. Một lần nữa, giống như Mục sư Dieter đã nói buổi sáng hôm nay, thì tôi muốn nhấn mạnh lại là đây là thời điểm để hội thánh của Chúa tại Việt Nam phải tiến lên một bước nữa để tham gia vào trong công tác truyền giáo thế giới. And one encouraging and the hope that is that you have a 70% of your populations, they are young people, youth. This is unique conditions. I don't see any other world like that. That is especially, aha, the Lord is going to use these nations like what English British people does, like what German people does, like what Korean did. Same way, I think the Lord is going to use your country, Vietnam, especially Vietnamese church, for world mission, you know, responsibility and movement. Và một lần nữa tôi khẳng định rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng hội thánh Việt Nam của quý vị cách rất là lớn cho công tác truyền giáo thế giới, bởi vì không có một đất nước nào mà có được cái điều giống như Việt Nam hiện đang có, đó là một tỷ lệ dân số trẻ rất là đông so với toàn bộ dân số, và đó là một cái điều đặc biệt vô cùng, đó là một cái nguồn lực rất là lớn để có thể huy động và sai phái cho công tác truyền giáo thế giới. Cho nên tôi tin rằng hội thánh Việt Nam cũng sẽ được Chúa dùng giống như hội thánh ở tại nước Anh trong quá khứ, hội thánh tại Đức và hội thánh ở tại Hàn Quốc ở trong những năm qua,
để Hội Thánh Việt Nam sẽ tham gia và kết quả trong công tác truyền giáo thế giới. So I really promise and I would like to you know, assist you and serve you so that you can move forward. We as a mission agencies, we are existing for that purpose. We'll do all our best so that the Vietnamese church can move forward. Cho nên tôi hứa rằng với cái vai trò là một tổ chức truyền giáo, chúng tôi sẽ đứng bên cạnh và hỗ trợ quý vị hết sức có thể để quý thầy có thể tiến tới trong cái công tác là truyền giáo, tham gia vào trong công tác truyền giáo xuyên văn hóa, truyền giáo cho thế giới. Thì đó là lý do mà một tổ chức truyền giáo hiện diện tồn tại. For that purpose, that's why we keep saying we would like to come to see you face to face when this COVID is lifted. Và đó là lý do mà tôi lặp đi lặp lại đó rằng gì? Tôi sẽ đến thăm Việt Nam ngay sau khi mà những cái hạn chế về việc đi lại sẽ được dỡ bỏ. Looking forward to seeing all of you. Tôi rất là mong được gặp lại tất cả quý vị. Thank you. Yeah. Any other person who... Okay, I will say something. Một lần nữa tôi xin thay mặt cho tất cả quý đầy tớ của Chúa, những diễn giả cũng như những người phục vụ ở trong việc tổ chức hội thảo này từ Hội Truyền giáo WEC IMM, Huy động Truyền giáo Quốc tế. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả quý đầy tớ của Chúa, quý ông bà anh chị em là những lãnh đạo hội thánh, những con cái của Chúa từ các nơi ở tại Việt Nam cũng như ở những nơi khác trên thế giới. Chúng tôi rất là biết ơn Chúa và cảm ơn, cảm kích tấm lòng của quý vị đã dành cho hội thảo của chúng tôi bằng cách quý vị đã tham gia rất là trung tín và chăm chú ở trong suốt 4 buổi vừa qua. Nếu không có quý vị, không có sự hiện diện của quý vị thì hội thảo này sẽ không thể có những cái phước hạnh như vậy. Cho nên một lần nữa xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị. Và nếu quý vị có bất cứ cái điều gì cần liên hệ, cần trao đổi thêm hay là cần có sự chia sẻ hoặc hỗ trợ nào thêm thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ vui lòng được đồng hành với quý đệ tử của Chúa trong việc hỗ trợ hội thánh trong việc phát triển công tác truyền giáo trong những ngày tới, với một cái mong ước là nhìn thấy hội thánh của Chúa giống như các mục sư đã nói, thánh của Chúa tại Việt Nam sẽ tích cực hơn trong việc dự phần vào trong công tác truyền giáo xuyên văn hóa, truyền giáo cho thế giới. Xin Chúa ban phước cho quý vị và xin nhận nơi chúng tôi lời cảm ơn vì cớ những điều mà quý vị đã dành cho hội thảo này. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Bây giờ trước khi chúng ta kết thúc cái buổi sáng hôm nay, tôi xin trân trọng kính mời mục sư Trương Văn Hiền sẽ dâng lên Chúa lời cầu nguyện để xin Chúa ban phước cho quý vị diễn giả cũng như hết thảy những người tham dự hội thảo này. Let's join with Pastor Hiền in our closing prayer before we end our seminar this morning. Yeah, chúng ta cùng. Kính lạy Chúa là Cha nhân từ của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vô cùng vì Ngài cho chúng con có cơ hội để tham dự 4 buổi hội thảo về truyền giáo này. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng vì Ngài đã sai các giáo sư, các đầy tớ của Ngài đã công khó, đã trung tín, đã yêu mến Ngài và kết quả ở trong công việc truyền giáo nhiều nơi ở trên thế giới truyền đạt những kinh nghiệm, truyền đạt tấm lòng của Ngài trong việc cứu rỗi linh hồn những người chưa được biết đến Ngài cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì những điều câu trả lời của quý tối tớ của Chúa. Cảm ơn Chúa vì những kiến thức thật là quý giá đã truyền đạt chúng con. Chúng con còn cảm ơn Chúa vì công khó của những anh chị em chúng con trong công việc tổ chức, công việc dịch thuật. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin Chúa ban phước lại cho hết thảy quý tối tớ của Chúa, những người diễn giả cũng như những anh chị em chúng con, thầy Nhật cũng như những người dịch thuật ở trong công việc này. Cảm ơn Ngài vô cùng vì các tôi tớ của Chúa đã tham gia lòng yêu mến của con cái của Ngài, lòng trung tín và sự yêu mến của Ngài. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho những kiến thức mà anh chị em chúng con học được trong 4 buổi qua, những điều mà anh chị em chúng con đã bày tỏ, xin Chúa Ngài dùng những điều đó để kết quả trong đời sống của anh chị em chúng con. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa vô cùng, con cầu nguyện cho mỗi đời sống anh chị em chúng con sẽ được kết quả 30, 60, 100. Nhiều người sẽ trở lại ca ngợi danh của Chúa. Lạy Chúa, đặc biệt con cầu nguyện xin Chúa thêm cho chúng con tình yêu, thêm cho chúng con năng lực, thêm cho chúng con sự hiểu biết, sự khôn ngoan,
năng quyền của Chúa mỗi ngày để chúng con đi ra kết quả hơn nữa. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Con cũng cầu nguyện cho tất cả các hội thánh của Chúa, các quý vị đầy tớ của Chúa càng ngày càng có sự hiệp một ở trong Ngài. Chúng con có chung một mục đích, đó là mở mang vương quốc của Ngài. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin Chúa sức dầu, xin Chúa ở trên mọi đời sống, và xin Chúa Ngài ban phước trên các hội thánh của Chúa. Con tạ ơn Chúa vô cùng. Con cũng cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng con một mùa Giáng sinh này thật là kết quả, thật là ý nghĩa trong Ngài, để chúng con rao truyền thông điệp tình yêu của Chúa ra cho những người chưa được cứu, và chúng con cũng đón nhận Chúa càng ngày càng thêm hơn trong đời sống của chúng con nữa. Chúng con tạ ơn Chúa vì tất cả mọi điều, chúng con thành kính cầu nguyện in danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Pastor Dieter, on behalf of all Vietnamese who are here, who are still here in this Zoom, I would like to thank you very much for your presence, your heart, and your sharing this morning with us. We are so glad to see you, to know you, and we are so blessed by your sharing this morning. May the Lord continue to bless you and you use to bless many other people and many other nations. Yeah. Amen. Welcome. See you again. It was a real privilege to be with you and to see you, and it's a joy to pray for you. Yeah, ông nói rằng rất là vui khi được tham gia, được gặp quý vị, và tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho quý vị. Yeah, thank you. Thank you.